Rất vui chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện Ma Nguyễn Huy. Buổi tối ngày hôm nay, buổi tối của một đầu tiên của một cái tuần phát sóng mới, chúng ta sẽ gặp lại Quỳnh. Lần này sẽ nghe một tập truyện ngắn, có thể coi là tiếp nối những câu chuyện về cô ma Hai Nguyệt. Nhưng mà trong truyện ngắn lần này, Phật nhà, Phật chùa, sự xuất hiện của cô ma Hai Nguyệt sẽ có một cái thời lượng nó ngắn hơn bình thường. Tuy vậy, Quỳnh Huy tin chắc rằng Quỳnh cũng sẽ mang đến cho quý thính giả những điều rất là thú vị. Mọi người nhớ nghe hết câu chuyện nhé. Mời quý thính giả cùng lắng nghe Phật nhà, Phật chùa, tác giả Quỳnh. Năm giờ sáng, trong căn nhà nhỏ của bà Tư Từ Bi, vang lên tiếng gõ mõ lóc cốc. Miệng lẩm bẩm những câu kinh kệ, mắt nhắm nghiền, tay đều đều gõ. Chợt nhiên bà mở mắt ra, nghiến răng đập vô bắp đùi một cái thiệt mạnh. Bà nội mẹ mày, con mũi mắt dịch nè, mày hút máu cỡ phải gì mà mày cả gan dám cắn tao vậy? Giọng thứ mắt dịch cơ mà, tao cho mày chết nè, chết nè. Cái chữ chết nè phát ra, bà cầm con mũi lên, nghiến răng miết miết hai ba cái cho nó tan xác. Xong thì trét trét hai đầu ngón tay xuống dán, rồi lại tiếp tục nhắm mắt gõ mõ tụng kinh. Cái nhà này là nơi quy tụ tam đại đồng đường. Bà Năm Hồi là má chồng của bà Tư Từ Bi, năm nay đã hơn 60 rồi. Bà Tư là dâu thứ hai của bà Năm, nhưng mà cái uy của bà nó lớn quá, nên cái xóm này cứ quen miệng kêu hai vợ chồng bà là ông Tư bà Tư. Vì cả gia đình bà từ xứ khác tới đây, chứ đâu phải là dân gốc cát cố cụ ở đây nào giờ đâu. Ông bà Tư có 4 đứa con, đứa lớn nhất mới 18, đứa nhỏ nhất thì lên 10. Nhà chỉ đủ ăn thôi, nên tụi nhỏ biết đọc biết viết là bà cho nghỉ hết. Hai đứa lớn phụ ông Tư đi mần, còn hai đứa nhỏ thì phụ bà công chuyện nhà. Cái tên bà Tư Từ Bi là tên thiệt của bà luôn. Nghe kể hồi xưa má bà có bầu bả, thai hành nghén 7-8 tháng trời, không ăn uống được gì, tưởng chết cả hai má con luôn rồi. Thời mai không biết ai bày cho cái cách cầu trời Phật ngày đêm chi đó. Vậy mà từ từ đỡ thiệt, rồi khỏe ra, sanh ngon ư. Ông bà già mừng quá, đặt cho bà cái tên là Từ Bi, ý muốn cảm tạ lòng từ bi hỷ xả của Phật trời, cũng mong muốn tâm tánh của con mình nó hiền lương nhân hậu, khoan dung độ lượng. Mà không biết chồng đời đưa đẩy làm sao mà cái tánh của bà quá trời quá đất. Ở nhà này, bà nói con chó, đố ai dám cãi là con mèo. Bà chỉ cần liếc mắt là mặt ông Tư xanh như mất máu vậy. Bà Tư đọc mỗi miệng, gõ mỗi tay, thì buông ra lại bàn Phật ba cái. Xong rồi bà lột cái áo tràng màu lam với sâu chuỗi bỏ qua một bên, ngồi dựng dò trên gián, bắt đầu cái bài ca muôn thuở. Ai, không biết làm sao nha. Hồi cha sanh mẹ đẻ tôi ra trên cái cõi đời này cũng đủ mắt mũi như người ta. Mà tới cái ngày tôi chọn mặt gửi vàng, trao thân gửi phận, tôi lại đuôi mù mà lựa chọn thằng chồng không ra chồng. Ngoài chuyện ăn ngủ nhậu nhẹt ra thì không có cái tác dụng nào hết trơn trọi. Có ai mà khổ như tôi chứ? Cực khổ một tay nuôi hết thải cái nhà này, từ lớn tới nhỏ chỉ biết hả họng nằm chờ hả, chớ hề thấy ai mà phụ sự tôi cái gì á, từ chuyện lớn tới chuyện nhỏ. Cứ như vậy bà ngồi chửi trĩ trả tới hừng đông thì mới thôi. Bà bước xuống xỏ đôi dép vô, đi ra ngoài chuồng vịt coi ngó đếm đếm. Nhà bà nuôi gà với vịt, bỏ mối cho mấy sạp ở ngoài chợ. Bà Tư mát tay lắm nghe, nuôi con nào con nấy ú nu chắc loại hả. Chắc tại ngày nào bà cũng rượt đập tụi nó hết, cho nên tụi nó được vận động nhiều. Bà ngăn tụi nó riêng thành từng khu, lớn theo lớn, nhỏ theo nhỏ, nhiều ơi là nhiều. Thành ra ngày nào bà cũng có vịt bán hết. Sáng nay cũng vậy, khi mấy ông kia tới bắt vịt xong xuôi,
bà thấy một con vịt nó cứ chen cái đầu ra ngoài cửa chuồng mà kêu cạp cạp. Bà mới lấy cái chân đẩy đầu nó ngược vô trong. Nó ngoan cố nhồi nhồi ra ngoài mấy lần như vậy. Tức mình bà giớ khúc cây gần đó, đập cái bóp vô đầu con vịt. Nó giải lên đành đạch chết tươi. Cái đầu máu me còn thò ra ngoài cái kẻ hở nữa. Bà tư nạt: dữ không, đập con cái làm gì dữ à. Xong ngó bộ con vịt chết thiệt rồi, bà nhắm mắt lại lầm rộng: Ai gì đà Phật, tội lỗi, tại cái con vịt này nó lì quá, chứ còn không có cố ý đâu. Ai, cầu cho vong hồn của nó được đầu thai đi kiếp khác, kiếp sau được làm người, đừng có quay về mà kiếm con. Rồi bà đẩy cái chuồng, xách con vịt quăng cái vịt xuống cái sàn nước, ngóng cổ vô trong nhà mà kêu lớn: Má ơi, dậy chứ má, trời đã cơi già rồi ngủ chi dữ vậy, còn giấc ngủ ngàn thu nữa mà ham chi dữ không biết nè. Má ra mận con vịt này coi, lỡ tay đập chết rồi nè, bữa nay ăn thịt vịt tiếp đi. Nói xong bà Tư đi vô nhà đặng tiếp tục công việc đảo chánh chồng con. Bà Năm hồi trong nhà bước ra, bà dậy từ 4 giờ sáng lận, già rồi ngủ nghe được gì đâu, nằm đó gác tay lên trán, nghe con dâu nó tụng kinh gõ mõ, rồi nó chửi sang sảng. Ngày nào như ngày nấy, không lỗi ngày nào. Nãy giờ bà đã quét xong cái nhà, chuẩn bị bắt nồi cơm, thì nghe con dâu nó réo nên bà đi ra. Nhìn con vịt nằm quạt quại ở đó, bà chép miệng nói: Bữa hai bữa nó đập một con như vậy, thiệt tình. Bà Năm lắc đầu đi vô nhà, bắt nồi nước lên đặng trụng con vịt. Tụi nhỏ giờ này vẫn còn ngủ. Bà Tư từ bi bước vô, tóc mùng giật mình ra mà chửi: Ông trời ngó xuống coi nè, con trai con gái cái gì á, đứa nào đứa nấy lớn chần dần hết rồi, mà ngủ trưa trật chưa chịu thức nữa. Thức dậy bơi xuồng đi cắt rau, chặt chuối, vô cho vịt ăn mau lên. Bà nội mẹ tụi mày, làm biến tao cho ở nhà chăn vịt hết bây giờ đó. Tụi nhỏ lồm cồm ngồi dậy, mắt nheo nheo, không dám nhăn nhó vì sợ bị ăn đòn. Ông Tư đêm qua nhậu say, sáng nay vẫn còn ngủ ly bì. Bà Tư đi vô sáng cho ông mấy bạt tay. Ông giật mình ngồi bật dậy, nhìn quanh quất, tưởng đâu bị trời đánh hay sao đó. Bà Tư đứng chống nạnh mà hỏi: Rồi ông tính nằm ngủ cho no đó hả? Khỏi mận ăn chi ha, khỏi cơm nước chi luôn. Bởi người ta nói, ăn riết thì lú, ngủ riết thì ngu. Suốt ngày lo ăn với ngủ không à. Bây giờ nhìn coi, có còn ra hồn người không? Trời ơi là trời, sao mà hồi đó tôi ngu quá trời vậy không biết nữa. Ông Tư nghe bà chửi ngày này qua tháng nọ, riết rồi cũng quen, đâu có còn cảm giác giận hờn chi. Nói đúng ra là chán nản hết đường cứu giảng. Ông bỏ đi ra ngoài. Bà Tư vừa cuốn mụn vừa nói giới theo: Nhà bà Chính Mai á, mướn phát cỏ ruộng kìa, cha con ông qua đó coi mận đi, trưa về ăn cơm, chứ không có rảnh đâu mà bưng cho đó. Ông Tư không nói gì, đi ra sàn nước, thấy bà Năm ngồi đó cầm cuội nhổ mớ lông vịt. Dòng thứ vịt nó đang thai lông, nhìn có khác nào trái chôm chôm đâu. Vậy chứ già cũng phải nhổ cho sạch, không thôi con dâu nó chửi nuốt cơm không có trôi. Ông Tư liếc mắt qua má mình một cái, rửa qua loa cái mặt, rồi bước vô nhà lấy phản, cù nèo đi phát cỏ. Hai đứa con cũng tò tò đi theo. Bà Năm hồi thấy vậy mới nói theo đằng sau ba cha con: Ừ nè Sang à, lấy mấy củ khoai nãy má lụi trong bếp á, đem theo đi, ba cha con mới ăn, cái bụng đói sao mần nổi. Thằng Quốc, con lớn của ông Tư, quay lại bơi mấy cái củ khoai ra, bỏ vô cái gáo dừa nằm ở dưới giàn bếp, rồi bưng đi. Vội vàng chạy theo cha nó với thằng em đã đi được một khúc rồi. Bà Tư ngồi trên bộ gián trước nhà uống trà nhìn theo bóng lưng ba cha con. Trong đầu bà bữa nay tự nhiên hiện lên những hồi ức xưa cũ. Ngày đó, bà là cô gái con của một nhà nghèo. Phải nói là nghèo cạnh tranh với mấy cái nhà trong xóm luôn. Bà là con thứ
nhưng vì lanh lẹ tháo vát cho nên hiển nhiên trở thành trụ cột của gia đình. Hằng ngày bà bưng thúng rau, xô cá mà mấy anh chị em kiếm được đem ra chợ bán. Bán từ năm 13 cho tới năm 24. Kinh nghiệm chửi lộn giành khách đầy mình luôn. Nhất là kinh nghiệm chửi mấy người khách vô duyên ghé qua thì thôi khỏi nói. Bà Tư năm đó được coi là gái ế, vì ở cái độ tuổi đó rồi mà chưa có ai qua dạm ngõ. Một phần vì bà Tư Bi chỉ lo kiếm tiền, không nghĩ tới chuyện chồng con. Phần khác vì tánh tình của Bi dữ quá, không có ai dám mở miệng ướm lời hết. Tuy nhiên, Tư Bi đẹp lắm, nhan sắc được coi là nhất nhị cái khu chợ chồng hổm năm đó. Cho tới một ngày, đang ngồi suy nghĩ, không lẽ mình chịu cảnh gái ế suốt đời hay sao, thì Bi gặp được Sang. Hai Sang là thầy giáo nổi tiếng đẹp trai, dạy dỗi ở trường xã năm đó. Nhiều cô gái chết mê chết mệt thầy Sang, nhưng mà thầy chưa có ưng ai hết. Bởi vì cái mối tình thời đi học của thầy đã sang ngang rồi, thầy vẫn ôm mối tương tư chưa dứt. Hai Sang là con của ông bà Năm Hội, là một gia đình đại thương gia có tiếng ở trong vùng. Năm đó đang làm ăn trên đà phát triển, gia thế cũng dữ dội lắm. Ông Năm là một người có đầu óc kinh doanh, phong độ và đa tình. Bà Năm lại là một người phụ nữ điềm đạm, tốt tính, biết dung dén, nên giúp ích được rất nhiều cho sự nghiệp của gia đình ông. Ngày Tư Bi gặp Sang thì như bị trúng tiếng sét ái tình. Mắt không thể rời khỏi gương mặt chữ điền nam tính, cái sống mũi cao thẳng hiếm thấy ở những người con trai thời bấy giờ. Mắt Sang không có to lắm, nhưng lại đi chung với đôi chân mày thanh toát, tạo nên một khuôn mắt rất riêng. Miệng Sang hơi hô, nhưng duyên vô cùng. Cười lên lộ một bên răng khểnh. Xít nữa thì chị em tiểu thương trong chợ đã đổi cái chữ tam tòng thành tứ tòng rồi. Dáng người thư sinh nho nhã, ăn nói lịch thiệp nhẹ nhàng. Sang bước tới trước mặt Bi mà hỏi: Cô ơi, bán cho tôi mớ rau này đi. Cô ơi, cô sao vậy cô? Tư Từ Bi vẫn đang mỉm cười, nhìn lơm lơm vô mặt Sang, thì giật mình vì cái vỗ vai thiệt mạnh của bà chị kế bên. Nè Bi, tỉnh lợi đi mày. Bi, mận gì dòm ta như muốn ăn thịt vậy? Tư Bi hơi quê, cười gượng mà nói: Có mận gì đâu, tại thấy anh này lạ mặt quá nè, dòm có một xíu à, mận gì ghê mà cháy mười quánh em cái quá mạng vậy. Quay sang phía của Sang, Tư Bi cười hiếp mắt: Anh mua rau nào tôi gói cho. Sang chỉ cho mớ đọt chọi nằm ở trong rổ. Tư Bi mỉm cười, lấy cái lá chuối bọc lại, buộc kỹ thành cái dây sách rồi đưa cho Sang. Dạ bao nhiêu một bó vậy cô? Dạ một hào thôi anh. Trời đất, một bó lớn vậy mà có một hào thôi hả? Nếu thấy rẻ quá, mười mốt anh cứ ghé lại đây ha, mua tiếp tôi bó rau con cá là được. Sang cũng cười, lấy tiền đưa cho Tư Bi. Chả là bữa nay Sang thèm ăn lẩu mắm, nhà lại thiếu rau, nên sẵn đi chợ mua ít giấy mực, Sang ghé sạp rau mua luôn. Ai dè đâu gặp được một cô bán rau tốt tánh quá trời, lại còn xinh đẹp nữa. Sang đi rồi, Tư Bi cứ ngồi tủm tỉm cười hoài. Chị Mười vỗ vai hỏi: Nè Bi, mày bị gì đó mày? Bị gì đâu, chế hỏi gì đâu không à. Ê, đừng nói là mày khoái cái thằng đó nghe Bi. Ngó tướng cũng đẹp trai lịch sự quá đó chứ mày. Bà Út bán mắm phía đối diện cũng lên tiếng chêm vô: Thằng đó là thầy giáo Sang đó, con ông bà Năm Hồi, chuyên vận chuyển thông thương hàng hóa đi mấy nước lân cận à, giàu khét tiếng, không có dễ rớ đâu bây à. Tư Bi hơi thất vọng, mặt thoáng ưu tư, suy nghĩ lung tung, làm cho đầu óc loạn cả lên. Đột nhiên Tư Bi lóe lên một cái suy nghĩ, là nhất định phải bắt chính con cá này cho bằng được. Nhưng mà bằng cách nào mới được đây? Sau bao nhiêu ngày đắn đo suy nghĩ, Tư Bi quyết định không bán trao ở chợ nữa, mà cho đứa em út của mình bán thay.
Con nhỏ năm nay đã 18, có thể đảm đương tốt công việc mua bán rồi. Từ Bì mới nói với má: má à, con nghĩ kỹ rồi, cho con Út nó bán rau ngoài chợ đi. Con nấu nước sâm gánh đi bán, mỗi người một tay một chân mới làm ra nhiều tiền được. Má phải cho nó ra chợ tiếp xúc với nhiều người, cho nó mạnh dạn lên. Bà má nghe cũng có lý nên xuôi theo. Vậy là từ bữa đó, cứ tầm nắng lên chút xíu là Từ Bì gánh hai nồi nước sâm đi dài từ xóm này qua xóm kia. Ngày nào cũng bán hết sạch, vì Từ Bì nấu ngon lại lạ miệng cho nên người ta thích lắm. Trước nay muốn uống nước sâm toàn phải chạy ra chợ mới có mà uống. Nay có người gánh bán tới tận nhà, tội gì không mua. Trưa nào Từ Bì cũng đi ngang qua nhà của ông bà Năm Hồi, tình cờ lại đi đúng ngay cái giờ mà thầy Sang đi dạy học buổi chiều. Cứ thấy là bị rủ: thầy ơi, mua nước sâm đi thầy, cái sớm này ai cũng khen tôi nấu ngon hết đó thầy. Sang cười, nụ cười duyên làm cho tim của Từ Bì đập lên bình bịch. Sang nhướng mày nói: ủa, cô là cái cô bán rau ngoài chợ chùm hổm phải không? Vậy để tôi thử coi cô có thiệt là nấu ngon như lời khen không ha. Mà cô đừng có kêu tôi bằng thầy, tôi tên Sang, cô tên gì? Dạ tôi tên Từ Bì. Ui, cái tên lạ mà hay quá ha. Nè, bị múc cho tôi chén nước sâm đi. Từ Bì mừng lắm, vội vàng múc cho Sang một chén. Và quả tình là ngon thiệt, ngon lắm. Sang cứ gật gù khen nước sâm vừa thơm vừa đủ độ ngọt, uống tới đâu mát tới đó. Từ Bì cười không khép được miệng, quên cả thối tiền lại cho Sang luôn. Cứ như vậy mà ngày lại ngày trôi qua, bóng dáng người con gái tần tảo cứ hàng ngày dừng trước cổng nhà mình, trở nên thân thuộc với Sang. Có ngày kia, bà Năm kêu Sang lại nói: Sang nè, lại đây má biểu coi con. Dạ, má kêu con có chuyện chi không má? Ừ, con ngồi xuống đi. Má thấy năm nay bay lớn rồi, cũng nên dựng vợ gả chồng đi là vừa đó. Sự nghiệp nó cũng ổn định rồi, còn đỡ gì nữa con. Dạ, tại con chưa có thương ai hết má. Bà Năm thở dài, biết là Sang còn nặng lòng với người xưa lắm. Bà nhìn thẳng vô mắt con trai mà thủ thỉ: à con à, mấy má làm mai cho con mối nha, con ưng đi. Thí dụ giờ mà mình chưa có thương á, sau này về mình thương sao cũng được. Con phải lấy vợ trước, chứ để mấy đứa em bay nó lấy trước thì tình duyên sau này của bay nó lận đận lắm con. Sang suy nghĩ một lúc lâu lắm rồi cũng gật đầu. Bị gì không lẽ cứ một mực ở vậy không lấy ai coi sao đặng. Sớm hay muộn, có là ai đi chăng nữa thì lòng Sang cũng vậy thôi. Bởi vậy thôi cứ đồng ý cho xong, cho cha má được vui lòng. Miễn sao mà sau này lấy người ta về, mình cố đối xử tốt với họ là được rồi. Mấy bữa nay gặp gỡ trò chuyện thân thiết với nhau rồi, Sang với Từ Bì cũng không ngại chia sẻ chuyện nhà với nhau. Như bữa nay, Từ Bì ngồi nhìn Sang uống chén nước sâm ngon lành mà mỉm cười trìu mến. Chợt Sang nói: à cô Tư nè, chắc không bao lâu nữa tôi lấy vợ rồi. Má tôi đang tính kiếm mối nào đó, đang dạm ngõ cho tôi đó. Ủa, chưa chi mà lấy vợ sớm chi vậy anh Sang? Sang gãi đầu cười hì hì. Thì tôi cũng 22 rồi mà. Má hối tôi lấy vợ, đặng cho mấy đứa em nó còn tiến tới nữa đó cô Tư. Từ Bì gượng cười, cái cọng bông cỏ trên tay xui xị hả? Nhận lấy cái chén từ tay của Sang, Từ Bì đứng lên quải gánh đi một hơi về nhà, không cho Sang kịp trả tiền. Mặc kệ chuyện hai cái nồi nước sâm vẫn còn lưng lửng chưa có cạn, chị đi nhanh quá, tới một cái gốc cây sung lớn, Từ Bì bỏ cái gánh mà ngồi ịch xuống đó thở phì phì, vừa cắn răng lau nước mắt. Tự nhiên cô có cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Cô quay tới quay lui ngó nghiêng vẫn không thấy gì. Hơi chột dạ, Từ Bì đứng lên quải gánh đi về.
Vừa tới nhà, Bi bỏ hai cái nồi nước sâm qua một bên, nằm ạch trên cái võng văng ngoài hàng ba. Bà má đi ra ngó vô, thấy còn cả đống thì hỏi: "Ủa sao nay về sớm vậy con? Còn quá trời luôn nè." Từ Bi trả lời nhát gừng: "Con mệt." "Ờ mệt thôi, nằm nghỉ ngơi cho khỏe đi, rồi ăn cơm ha." Từ Bi không trả lời má, nằm đó ngó trần trần lên mấy áng mây đang trôi ngoài xa. Trong dạ bức rứt không yên một chút nào hết. Nó cứ hồi hộp sao đâu á. Giờ mà Sang nhỏ như hộp diêm, chắc Từ Bi sẽ chạy liền vô bên bển mà ăn cắp bỏ túi đem về, giấu cho kỹ, đặng không có ai giành được. Trong đầu lúc này cứ loạn hết cả lên. Chuyện này chuyện kia, nó cứ chen nhau mà hiện ra, làm cho Từ Bi khó chịu vô cùng. Chợt cô ngồi bật dậy, mắt sáng trở, miệng dán lên một nụ cười khó hiểu. Đang trôi theo dòng ký ức thì chợt bà Tư giật mình vì có tiếng ai đó kêu ở dưới bến: "Bà ơi, cô nhà ông ơi." Bà Tư ngó xuống, thấy dưới bến là một cặp vợ chồng dắt theo thằng con trai từ dưới bến bước lên, là Út Tâm, em trai của ông Tư nhà này. Bà Năm Hồi nghe tiếng con trai thì từ dưới bếp lật đật đi một hơi ra sân. Bà Tư liếc mắt một cái rồi cũng thong thả đi xuống. Cô con dâu Út thấy vậy thì cười mà chào: "Thưa má, con mới qua." "Dạ, thưa chị Hai, mới qua." Út Tâm cũng lễ phép thưa gửi. Thằng nhỏ mới biết đi chập chững, níu lấy ống quần của bà nội. Bà Năm ngồi xuống ôm hung nó. Út Tâm thấy cái tay của má mình băng vải thì hỏi: "Ủa má, tay má bị sao vậy má?" Bà Năm cười cười, giọng nhẫn nhịn nói: "Ờ, hồi nãy má chặt con vịt đang mần đồ ăn á, mắt mũi vợ nó làm sao á bè ơi, chặt trúng cái tay luôn. Ủa mà không sao, má rịch thuốc rồi. Ui, nhắc mới nhớ, má xuống bếp coi cái chảo thịt kho cái." Cô dâu Út nhanh nhẩu: "Má để con mần cho má, má nói chuyện với anh Tâm đi." Vốn dĩ đây là nhà của bà Năm, cho nên chuyện con cái tự nhiên là điều rõ ràng. Nhưng bà Tư chen ngang: "Thôi, tiếm Út mày là khách mà, ai lại để khách vô bếp, mất công người ta nhìn vô nói tôi không biết điều." Vợ Út Tâm cười sượng trân, bà Tư thì ngoe ngoảy bỏ đi nước một. Út Tâm nhìn má mà xót xa: "Má, bộ chị Hai không mừng chứ hết, để má mừng với mà." "Tại chị Hai bây nó bận bịu mua bán, má mới mần phụ á. Thôi có sao đâu con, má còn khỏe mà, còn mần được." Út Tâm biết má nói đỡ cho bà chị dâu, bao nhiêu năm nay anh còn lạ gì cái tánh tình của bà nữa. Ngày đó bà Năm nhận nuôi Út Tâm, lúc bà Tư Bi về mần dâu là Út Tâm mới có 4 tuổi. Nhưng mà anh nhớ hết, mỗi lần đi tắm chị dâu kỳ cọ trướm máu vì bị cho là ở dơ, khóc thì bị nhéo bị đánh. Bà Năm lúc đó thì anh không biết làm sao lại không chăm sóc anh. Sau này anh mới biết, mấy năm đó bà Năm suy sụp tinh thần dữ lắm. Ông Năm ôm tiền đi theo vợ bé, cái chuyến hàng lớn của gia đình thì gặp nạn ngoài khơi, vừa mất hết tài sản, vừa phải đền bồi cho gia đình của người làm. Gia sản từ từ khánh kiệt, bán đổ bán tháo, sang tay cho chủ nợ đủ kiểu hết. Sau này anh lớn lên một chút thì gia đình hoàn toàn lụng bại. Các anh của anh đi vượt biên không biết sống chết ra sao, chứ còn mỗi bà Năm, gia đình Hai Sang với anh díu dắt nhau vậy đây. Bà Năm vét hết của cải mua được miếng đất này để cất nhà, cũng nhờ chị dâu của anh khéo dung dén mới có cái ăn cái mặc cho gia đình. Sau này Út Tâm đi làm được rồi thì cũng tách dần ra, tự kiếm tiền cưới vợ, rồi hai vợ chồng lâu lâu về thăm má một lần. Nhà của má mình mà bây giờ về tự nhiên thành khách, nghĩ cũng tủi thân lắm, nhưng không có nói ra, sợ làm cho má buồn thêm. Có tiếng của hai đứa con gái ở dưới bến là con Dân với con An.
hai đứa nó chở một xuồng rau trai rau muống với hai cây chuối cây. Ngày nào cũng cắt hai xuồng như vậy mới đủ cho tụi dịch trong mấy cái chuồng. Hai đứa nhỏ thành thạo bơi xuồng lũi vô cái đường mương, dẫn vô cặp bên nhà, rồi thải rau thải chuối lên. Con Dân năm nay 13, lớn hơn con An 3 tuổi. Hai đứa nhỏ gian nắng cắt rau miết à, cho nên đen thui đen thích. Thấy thằng Tèo con của Út Tâm, hai đứa nó mừng húm, nhào vô ôm hôn li lịa. Thằng nhỏ trắng nõn, quần áo thì sạch trơn, dòm là muốn nựng muốn hôn liền vậy đó. Con Dân thưa chú Tím Út xong thì ngồi xuống nói nhỏ. Hồi nãy á nội, con An á còn có chút xíu nữa là chết queo rồi. Trời đất thánh thần ơi, sao vậy con? Nó thấy cái đĩa bông súng chỗ bờ ranh á, nó thấy ham, nó mới bơi xuồng ra chồm tay bẻ. Cái xuồng lắc cái nó rớt cái ẩm xuống. Con kéo muốn chết luôn mà không có lên nổi. Nó nặng gì đâu luôn á. Tới chừng lên được rồi, nó nói là có ai chứ đó chụp tay nó kéo xuống. Rồi cái hồi nó té xuống dưới á, là có ai đó kéo chân nó nữa. Nó nói nó sợ đái trong quần luôn, cái là con mới kéo được nó lên. Mà con thì có thấy ai kéo nó đâu à. Bà Năm nghe xong mặt xanh dần, ngó qua cái chân con An thì thấy rõ cái dấu bầm quanh cổ chân. Bà cố giữ bình tĩnh mà dặn: Thôi hai chị em đi tắm thay đồ đi, lát nội giặt đồ cho. Nhớ là bơi mốt á, hai đứa phải né xa cái ao đó ra nghe chưa. Cái ao đó người ta chết dưới đó mấy mạng rồi đó. Con Dân nghe xong óc cục nổi lên từng chập, kéo con An đi tắm. Bà Năm dài qua nói với Út Tâm: Tụi nó không có dám nói cho má nó biết đâu, nó đập chết. Ai, cái con đó nó đánh ác lắm. Út Tâm lắc đầu thở dài, không biết làm sao hơn. Không về thì nhớ má, mà về thì thấy cảnh nặng lòng, không tả được. Tâm bóp bóp cánh tay bà Năm mà thủ thỉ: Má, hay là má về với vợ chồng con đi má. Con thấy má ở đây con chịu không nổi, già rồi mà không có được nghỉ ngơi gì hết. Ôi, má biết bày thương má, nhưng mà gia cảnh anh hai bày nó như vậy, má đi sao đành con. Con cái thì nheo nhóc, công chuyện thì nó đang đằng đề đề. Bà Năm cố diện cái lý do hợp lý nhất để nói, nhưng mà làm sao bà giấu được lòng bà. Mang nặng đẻ đau ra thằng con mặt mày sáng sủa, thông minh giỏi giang, đùng một cái lấy vợ xong trở nên ù lì cục mịch, mặt mày lúc nào cũng tối hù. Vợ thì chửi còn hơn chửi con. Bà không nỡ đi. Bà đi rồi con cháu của bà ở lại, nghe con dâu bà nói nhiếc móc chửi rủa, sợ là không hết. Có bà ở đây, bà nghe phụ tụi nó, chắc là tụi nó đỡ buồn đỡ tủi hơn. Biết làm sao bây giờ, mạnh vì gạo, bạo vì tiền. Bà có mỗi cái nhà với miếng đất, bà không làm ra tiền, không lẽ cạp đất lên ăn được. Thôi thì ráng nhịn nó, bà già rồi, cũng đâu còn bao lâu nữa đâu. Trưa đó, ông Tư với thằng Quốc thằng Thái đi về. Trên tay xách theo một cái tàn ong lớn, là một cái ổ ong giò dẻ bự bằng cái nón lá. Bà Năm kêu lên: Ý trời đất mẹ ơi, cái ổ ong bự dữ thần bay ha. Có đứa nào sao không? Thằng Thái cười tè tét: Dạ, cha bị quánh một chích vô đầu ở nội. Hai đứa con chạy nhanh hơn cho nên không có sao. Ông Tư cũng cười cười: Đóng trên cây nhánh trăm bầu, đóng vô kẹt á, không có ai hay má ơi. Phải mà con không nhìn thấy, hai thằng này luồn vô á, nó quánh cho sình bụng rồi. Con làm bó đuốc bự thối thần luôn, đốt mà nó còn sót lại một con, bay ra quánh con á. Bà Năm trưng trưng nước mắt, trong đầu bà lúc nào cũng ám ảnh một ý nghĩ: phải chi mình giữ được cái gia sản như xưa thì con cháu đâu có tới nỗi khổ như vậy. Ở trong nhà, bà Tư nấu ăn xong
dọn cơm dặn mâm cơm cướp ở trống. Vợ Út Tâm nghe vậy chạy vô dọn phụ, mọi người cũng đi vô trong. Cơm nước xong xuôi, bốn người đàn ong con trai xúm vô gỡ mấy con ong non ra khỏi ổ. Con nào con nấy ú mềm, trắng nõn, nhìn phát thèm. Bà Tư đang ngồi xỉa răng thì có ai đó kêu: "Nè Bi ơi, bà Bi, đi bà ơi." Bà Tư đứng lên đi vô buồng, lần cọc tiền vô túi áo, xách cái nón đội lên đầu, rồi vừa đi vừa nói: "Tôi đi mần công chuyện, ở nhà mận gì mần, khỏi chừa đồ ăn gì cho tôi đi tối mới về." Ai cũng biết bà đi quánh tứ sắc, chứ công chuyện nào mà cần tới bà. Cái nhà này quá quen với chuyện đó rồi, nên không ai mảy may để ý tới. Nhìn thấy cái thau ong non, Út Tâm suy nghĩ một chập rồi nói: "Để Nam làm thử nấu một bữa đi, ở nhà cứ phụ cha giặt cho em là được rồi." Nghe thôi đã ngán rồi. Mỗi lần Út Tâm vô bếp là sai người ta chạy cốt cờ hết á. Nhưng được cái là Út Tâm nấu ăn ngon lắm. Bữa nay Út Tâm nấu cháo dừa ong non, ong non nướng lá nhạo với ong non chiên nước mắm. Cái ổ bự chảng hà, cả nhà ăn phủ phê luôn. Cái nồi cháo cốt dừa nấu với ong non, ta nói nó thơm cái mùi ngọt ngọt béo béo. Gắp một miếng ong non chiên mặn mặn, đua một hớp cháo béo ngọt thơm nức vô miệng, tỉnh hẳn cả người luôn. Còn thêm cái món ong non nướng lá nhào nữa, nó thơm cái mùi đặc trưng lắm. Vị nó nhân nhẫn, ngon ngọt, béo béo. Chỉ cần ăn qua một lần thôi là không thể nào quên được. Bà Năm không ăn vì bà bị dị ứng với ong non. Ăn vô cả người phù nề, ngứa ngáy chịu không nổi. Nhìn mấy đứa nhỏ ngồi ăn ngon lành mà bà Năm vui như ai cho bà số tiền lớn vậy. Bà ước sao gia đình cứ vui vẻ đề quề như vậy hoài thì hay biết mấy. Tối đó cả nhà ngồi chơi trên bầu gián, thì Út Năm mới hỏi ông Tư: "Anh Hai à, em thấy nhà mình chăn nuôi cũng được quá mà, sao anh Hai với hai đứa nhỏ phải đi mần cỏ mướn vậy? Có được mấy đồng đâu mà cực muốn chết nè. Chẳng bằng anh Hai nhà phụ chị đi, rồi phụ má nữa. Em thấy má già rồi, không có được nghỉ ngơi gì trơn á." Đúng lúc bà Tư Bi từ ngoài cửa bước vô: "Ý chú Út là tôi bỏ bê má, nài ép má đó hả? Nè, ngay cả bản thân chú hồi xưa cũng một tay tôi chăm sóc đó nha. Chắc chú quên rồi." "Chị Hai ơi, chuyện nào nó ra chuyện đó. Em đang nói là nói cái chuyện má già cả mà còn phải mần công chuyện nhà. Chị thấy hồi sáng má chặt dịch mà chặt tôi tay không? Ở cái nhà này nè, hai đứa nhỏ đi cắt rau nuôi vịt, hai đứa lớn thì theo anh Hai đi mần cỏ mướn, má thì cơm nước quét dọn giặt chủ. Chị mần cái gì trong nhà này vậy chị Hai?" Út Tâm nhìn bà Tư từ xưa giờ, nay máu nóng nổi lên, không để mặt nữa mà nói thẳng luôn. Bà Tư mặt kênh kênh: "Làm gì hả? Thì tính toán chi tiêu trong nhà chứ làm gì chú. Mấy cái chuyện đó nó nặng đầu óc lắm chú biết không. Nhà này mấy ai đủ khôn để quán xuyến chuyện buôn bán tính toán. Bước ra nhận đi, tôi đi mần chuyện khác." "Nè chị Hai, chị xúc phạm tới má, tới anh Hai rồi đó nghe chị." "Có sao nói vậy chứ xúc phạm gì. Không khôn thì nói không khôn." "Nè, chị đừng có giỡn thối mất dạy nghe." Bà Năm nạt: "Tâm à, không có hổn với chị." Bà Tư được nước lấn tới: "Nè, mày nói ai mất dạy với cái thằng chó đẻ trôi sông lạc chợ kìa. Mày tưởng mày con ruột cái nhà này hả? Tính gì ở đây giành đất hay giành nhà hay gì? Tao nói cho mà biết nha, ai bỏ công sức nhiều thì người đó hưởng. Bây giờ má có chết liền ở đây á, cũng không có tới lượt mày nhảy vô hưởng đâu." Út Tâm giận rung tay, từ trên gián nhảy xuống, tính giả cho chị dâu một bạt tay. Nhưng vợ anh kịp ôm lại. Sẵn đà, bà Tư giả chát một cái vô mặt của Tâm. Tâm lồng lên muốn ăn thua đủ, thì thằng Quốc với thằng Thái nhào tới ôm anh lôi ra. Bà Năm đứng chánh giữa nhà, vừa cản vừa khóc: "Thôi má lại tụi bay, đừng có như vậy nữa."
má còn sống sờ sờ à, mà tụi bay cấu xé nhau rồi. Lỡ mai má chết đi rồi thì sao? Bà Tư cười nhếch mép, lộ vẻ khinh bỉ. Ai chết thì đem chôn người đó, của cái thì để lợi hết, chứ không lẽ đổ dạng đem chèn hồn. Ông Tư nãy giờ ngồi im cúi mặt, nghe vậy thì lên tiếng. Bà vừa phải thôi nghe bà. Ông im miệng lại cho tôi đi. Ông là cái thá gì mà lên tiếng ở đây? Nhà này mà không có tôi, không có cái con già này, chết trả hỏng hết rồi. Các bậy tính hùa vô ăn hiếp mình tôi ha. Kéo bậy thì kéo ra khỏi cái nhà này gấp giùm đi. Toàn là cái thứ ăn cháo đá bát. Tâm tức muốn trào máu hồng ra ngoài, nhưng bị ba bốn người ôm chặt cứng, không làm gì được. Bà Năm thì khóc nghẹn, còn ông Tư thì ngồi nín thinh, cúi mặt cam chịu. Thằng Tèo đang ngủ nghe động lớn quá thì òa lên khóc. Bà Tư trỏ mặt vợ chồng Út Tâm. Ôm cái của nợ đó, cuốn xéo khỏi nhà tao liền đi, đừng có để tao điên lên đó nghe chưa. Vợ Út Tâm không nhìn được nữa. Chị im đi, chị kêu ai là của nợ? Con tôi nó còn nhỏ mà chị rủa nó vậy đó hả? Chị ngon chị nói thêm một tiếng nữa đi, tôi dặn họng chị liền cho coi. Vợ Út Tâm khá lớn con nên bà Tư có chút dè dặt, nhưng vẫn cố lên giọng chủ nhà. Tao không cần biết cái gì hết, tao không muốn vợ chồng mày có mặt trong cái nhà này nữa, biến liền cho tao. Còn má đó, muốn theo vợ chồng nó thì má đi theo luôn đi, tôi mệt mỏi lắm rồi, đừng có theo ám quẻ tôi nữa. Bà Năm ngỡ ngàng. Bà đâu có ngờ một ngày con dâu bà nó lại đuổi bà ra khỏi nhà như vậy. Mấy đứa nhỏ ôm bà Tư mà năn nỉ. Má ơi, má đừng có đuổi bà nội đi mà má. Tụi bay có tin tụi bay nói thêm một tiếng nữa là tụi bay đi theo bà luôn không? Tất cả im lặng đi. Vợ chồng Út Tâm nhìn bà Năm như giang lưng. Ông Tư thì vẫn ngồi đó như con bù nhìn. Bà Năm nhìn khắp lượt rồi cười khổ. Bà bước vô buồng, quơ mấy bộ quần áo bà nhét vô cặp rồi lủi thủi bước ra. Bốn đứa nhỏ chạy theo kêu bà nội. Bà Năm trờ đầu hôn mặt từng đứa rồi bà quay lưng đi. Ra tới sân, bà quay mặt lại nói một câu cuối cùng. Cái nhà này, cái đất này, nội để lợi cho bốn đứa. Tại nội không tốt, không lo được cuộc sống sung túc cho tụi con. Coi như đó là chuyện cuối cùng nội làm được cho con, cho cháu. Sau này nếu mà hay tin nội chết, tụi con không cần tới đâu. Chỉ cần trong lòng nghĩ tới nội là được rồi. Nhớ, phải thương cha thương má, đối đãi cho trọn đạo hiếu nghe chưa. Bà Tư trề môi, cầm cái cơi trầu liện cái dèo theo bóng lưng của bà Năm đang bước. Bà nhẹ quay người nhặt nhạnh từng thứ bỏ vô giỏ sách rồi đi. Đó là những kỷ vật mà bà nội của Hai Sang để lại cho bà. Hai vợ chồng Út Tâm đỡ má xuống xuồng rồi chèo đi. Trong lòng mỗi con người bữa đó chắc chắn không bao giờ quên được cái khoảnh khắc Út Tâm đứng dưới xuồng nhìn lên, nói với bà Tư trong tiếng nấc nghẹn ngào. Chị Hai, người đang làm trời đang nhìn. Em cầu mong cho vị Phật chị thợ trên đầu nhìn xuống thấy cảnh chị đối đãi với vị Phật trong nhà của chị. Em cảm ơn chị nhiều lắm. Bà Tư đóng cửa cái rầm, trong lòng bà đang hả hê lắm, cuối cùng cũng nhổ được cái gai ra khỏi mắt rồi. Còn nhớ ngày xưa bà Năm 1-2 đòi đi hỏi cưới đứa con gái khác về làm vợ Hai Sang mà. Cái ngày Hai Sang nằng nặc đòi cưới bà cho bằng được, chắc bà hết hồn dữ lắm. Bà Năm ngày đó làm sao biết được trong mấy cái chén nước sâm sau này cho Sang uống, Từ Bi lén bỏ vô một loại bùa làm từ chính cơ thể của cô ta. Loại bùa mà dân gian hay gọi là bùa dơ đó. Để rồi tất cả mọi thứ đều nằm trong dự tính của Từ Bi. Nhưng cô ta làm sao ngờ được, mới tuồn của cải về nhà được ít đỉnh thì nhà chồng kiệt quệ nghèo túng. May mà bà già còn khôn, chừa của mua được miếng đất này. Giờ đây mặc dù Hai Sang đã hoàn toàn thay đổi,
không còn là thầy giáo Sang mà Từ Bi sai đắm ngày nào. Tuy có chút tiếc nuối, nhưng đối với Từ Bi, đó là một thành công vượt bậc. Không phải ai cũng làm được như bà ta. Một ngày của đầu tháng 6, mưa gió ì đùng. Một bà già mặc cái áo mưa te tua bước vô cửa. Cả nhà nhìn ra không biết đó là ai. Chợt Thằng Quốc la lên: "Ủa, má ơi, bà ngoại ghé má ơi." Cả nhà chạy ra thì thấy đó là bà Út Thân, má ruột của bà Từ Bi. Tuổi tác cũng xê xích với bà Năm Hồi. Mình mấy bà ướt mềm, cái nón lá cũ mềm bung dành nhiễu từng giọt nước xuống nền đất nứt nẻ. Bà Tư vừa kéo bà Út vô nhà vừa hỏi: "Ủa, sao đội mưa đi vậy má? Ai đưa má qua đây?" Bà Út trừng trừng nước mắt, cố kìm để không bật khóc, nhưng giọng vẫn nghẹn ngào: "Thằng Sáu nó đuổi má đi. Nó nói để má qua bên chế Tư ở đi. Tụi con bên này sửa nhà lợi ăn ngủ vất vả lắm. Nhưng mà bữa vô tình má nghe được vợ chồng nó nói chuyện với nhau, tụi nó chê má già lú lẫn, đụng đâu bể đó. Tụi mới kiếm cơ đuổi má đi. Đi đâu cũng được, miễn quất mắt là được." Mấy đứa nhỏ không dám nói gì, ngồi im một chỗ. Tụi nó thấy cảnh này lại nhớ tới bà nội của nó. Bà Từ Bi thì thở dài, gỡ cái cặp đồ trên vai bà Út xuống. Cái cặp đồ bằng vải nhung màu đỏ bà mua cho bà Út hồi xưa. Nước mưa cũng đã thấm ướt một góc cái cặp rồi. Bà Tư lôi mấy bộ đồ được xếp gọn trong đó ra, kiếm một bộ khô ráo cho bà Út mặc. Già cả rồi còn dầm mưa đi kiểu này. Thấy cái quần bà Út đang mặc sình dính bết hai đầu gối dưới sau đít quần, chắc là đi đường trơn trượt té liền liền đi mà. Bà Tư hỏi: "Rồi má đi qua đây kiểu nào?" "Thằng Sáu nó đưa má tới đầu kinh, rồi cho má lội bộ vô. Nó nói nó tạt qua bên kia mua đồ gì đó, kêu má lội bộ vô trước đi. Mà sao tới giờ nó chưa ghé nữa cả." "Trời ơi, nó không có ghé đâu. Nó nói vậy thôi, chứ nó dám ló mặt vô cái nhà này à. Thôi, nó không chứa thì má ở đây với tụi con." Bà Út sụt sịt, lén lấy giặt áo chậm nước mắt. Ở cái tuổi gần đất xa trời như bà rồi mà còn lao đao cái chuyện ăn nhờ ở đầu con cái, trong khi vất vả cả đời chỉ để nuôi tụi nó khôn lớn mà tụi nó đâu có thấu đâu. Đúng là cha mẹ nuôi con biển hồ lai lắng, còn con nuôi cha mẹ tính tháng tính ngày. Giờ về đây ở rồi, chắc bà sẽ được yên ấm tới ngày nhắm mắt xuôi tay. Bởi vì ít nhất Từ Bi cũng là đứa con dung dáng cho gia đình mọi thứ rất chu đáo từ xưa tới giờ. Ngó bộ bà Út yếu hơn bà Năm, má chồng bà Từ Bi nhiều lắm. Bà cầm cái này cái kia hay bị rớt, thêm thật lãng tai, rồi nhớ nhớ quên quên hay hỏi nữa. Nhiều lần khiến cho bà Tư bực mình lắm, vì bà Út động tới cái gì là bể cái đó thiệt. Nhờ làm cái gì là hư cái đó vì quên. Nhờ coi nồi cá kho thì để kho khét đen. Nhờ coi chắc nồi cơm thì bỏ cho cơm nhão. Chắc nước cơm thì đổ hết nửa nồi. Làm không được gì thì bà Tư la: "Thôi thôi thôi thôi, má động tới cái gì là hư cái đó à. Thôi ngồi không giùm tôi cái đi. Chừng nào có ăn người ta bưng lên cho ăn." Bà Út hơi buồn, suốt ngày bị con gái bắt ngồi không một chỗ, không dám đi đâu. Vì tới đâu là nó nạt tới đó, bởi chàng tràng chậm chạp, cản đường cản xá. Lên mâm cơm ngồi ăn lỡ trung tay đổ cơm rớt đũa thì bị rầy, là có cái chuyện ăn thôi cũng không xong. Nói chuyện nghe không rõ, hỏi đi hỏi lại, bị nó nạt là người ta trả lời thì ráng lóng lỗ tai lên mà nghe. Cứ hỏi tới hỏi lui hoài ai mà không quạo. Riết rồi bà Út không dám nói chuyện hỏi han tới bà Tư. Mấy đứa nhỏ thì suốt ngày đi mần, đâu có rảnh đâu mà hủ hỉ với bà. Thành thử bà Út trở thành kẻ cô độc,
trong chính một căn nhà có đầy người thân đó. Chưa kể tới chuyện sáng nào cũng nghe con gái vừa tụng kinh vừa chửi ra rã. Mới đây hơn một tháng thôi mà bà Út tưởng mình ở đây lâu lắm rồi. Bữa nọ, sau khi càm ràm một thôi một hồi, chuyện bà Út có mỗi cái việc lấy đồ vô nhà thôi mà cũng không nhớ, làm cho mưa nó tưới ướt nhẹp cả một cái sào đồ từ tối qua tới giờ. Bà Út ngồi đó buồn thiêu, nghe một hồi thì hình như bà chạm tự ái. Bà nói: "Riết rồi à, bày la tao như là con bày vậy đó bì." "Ý má làm sao?" "Ý má là tôi hỗn hào với má đó hả? Mà má coi tôi nói có phải không? Bộ tôi la má trật chỗ nào sao?" "Ờ, mày đúng hết. Cái gì mày cũng đúng. Chỉ có tao là sai khi ăn nhờ ở đậu nhà mày thôi. Không chứa tao nữa thì tao đi cho quất mắt mày nguyên một bầy. Đứa nào có khác đứa nấy vậy đâu. Bất hiếu, bất dạy một lũ." Bà Tư chợt nghe nóng cái lỗ tai, bà sấn tới trước mặt bà Út mà nạt lớn: "Nè bà già, bà nói gì đó? Bà biết hơn một tháng nay tôi chịu đựng bà cỡ nào không? Già cả lụm cụm, điếc đát lẩn thẩn. Tôi cho bà ở đây là mai phước dữ lắm rồi đó. Nói cho bà biết nha, cái bà chủ nhà này tôi còn tống cổ ra đường được á, chứ huống chi là bà. Bà ngon thì bước ra khỏi nhà này thử coi, có sống nổi không? Hay là chết bợ chết bụi, già mà không biết điều cái gì hết á." Bà Út không tin được đứa con gái của mình lại có thể phát ra những câu nói như vậy. Hồi xưa giờ Tư Bi cứng rắn dỗ dắn, miệng lưỡi lanh lẹ, nhưng mà bà đâu có ngờ Tư Bi có thể hỗn hào như vậy với bà. Bà khóc, khóc vì ấm ức, vì bất mãn: "Bi ơi, uổng cho cha mày với tao đặt cho mày cái tên là Từ Bi. Uổng cho cái công mày gõ mõ tụng kinh, đi chùa lại Phật bao nhiêu năm nay. Bây giờ mày đối xử với má mày vậy đó. Cha mày ổng chết trục xương rồi. Chớ mà nếu mới chết thấy tụi bay bất hiếu vậy, ổng cũng đội mộ sống vậy hả?" "Thôi thôi thôi thôi, má đừng đem ông cha ra mà hù tôi. Tôi mệt lắm rồi đó, má biết chưa? Nhắc mới nhớ, bữa nay tôi mắc đi chùa lại Phật. Bữa nay lễ Vu Lan rằm lớn, tôi không có rảnh mà đứng đây đôi coi chuyện không đâu với má." Nói xong, bà Tư Bi ngoe ngoải thay đồ đi lên chùa dân qua lại Phật. Bà được coi là Phật tử siêng năng, tiếp thu kinh kệ giỏi nhất trong cái dàn Phật tử. Không có rằm nào bà vắng mặt hết. Bà dân qua dân lễ, cúng dường rất đầy đủ, rất thành tâm. Bà Tư Bi đi được một chút thì bà Út lủi thủi xách cặp đồ bước ra khỏi nhà. Bà phải đi thôi, cái nhà này không có đủ chỗ chứa cho bà. Giờ này cha con nó còn mần quần quật ngoài ruộng ngoài bờ. Tội nghiệp, bà đi rồi chắc tụi nó buồn lắm. Nhưng mà biết làm sao hơn, chắc bà sẽ đi thiệt xa, kiếm cái xó nào đó mà gửi thân. Mới mốt lỡ có chết gục thì chắc cũng có người chôn, chứ không lẽ người ta bỏ mình hôi thối vậy sao đặn. Vậy mà bà đi thiệt. Thằng Quốc với thằng Thái chạy kiếm ròng rã mấy ngày trời mà có gặp được đâu. Hỏi thăm hết xóm này tới xóm kia mà không ai biết. Hai anh em thất vọng lầm lũi trở về. Mười lăm năm sau, tiếng gõ mõ đều đều vẫn vang lên trong căn nhà lá nhỏ. Chỉ khác rằng cô con dâu gõ mõ tụng kinh ngày nào giờ đây đã lên chức bà nội, bà ngoại rồi. Bà Tư Từ Bi năm nay đã gần 60, nhưng bà vẫn còn lanh lẹ lắm. Chỉ có mỗi ông Tư là già yếu chậm chạp, mặc dầu ông nhỏ hơn bà 2 tuổi. Có lẽ do thời còn sức khỏe nhiều, ông đã đem ra mà đổ hết lên những bờ cỏ cánh đồng.
những con mương đào bằng tay hay những chai rượu hết cạn lại đầy. Giờ đây ông không đi làm nổi nữa. Thức dậy là ông ngồi đó nghe bà Tư chửi ra rả. Nghe chửi xong lại nằm xuống chờ tới giờ cơm. Hai đứa Dân với An đều đã đi lấy chồng, sanh con, lâu lắm mới về thăm. Thằng Thái thì nó không chịu lấy vợ. Mỗi khi bà Tư hối nó thì thay vì nó nói nhà nghèo không có tiền, nó lại đi nói một câu: "Thôi, cưới làm gì? Con trước một đứa về, nó đối xử với má y chang như bà nội, bà ngoại hồi xưa đó." Nói vậy rồi nó bỏ đi, mặc cho tiếng chửi rủa xối xả của bà Tư bám theo sau lưng sát rạc. Nó sợ thì cũng phải thôi, bao nhiêu năm nó sống trong cái cảnh đó mà. Nó còn nhớ như in cái giấc chiêm bao của 5 năm về trước. Đang ngủ, nó thấy bà nội chống gậy đi vô nhà. Bà đi khắp lượt, dòm vô mùng từng đứa. Rồi bà đi ra, tới bên giường của nó mà nói, giọng buồn thiu: "Thái à, nội chết rồi. Nội về cho con hay. Tụi con đừng có buồn. Ai già rồi cũng phải chết thôi. Nội chỉ tiếc là cuối đời không được nhìn mặt cha con vậy. Ai, nhưng cái số nó vậy không cãi được. Tụi con đừng về để tang cho nội. Cứ biết nội chết là được rồi." Nói xong, bà quay lưng đi ra ngoài mất dạng. Sáng bữa sau, Út Tâm nhờ người qua cho hay là bà Năm mất hồi đêm. Còn dặn là chỉ cho hay vậy thôi, chứ theo di nguyện của bà Năm thì gia đình không cần về đưa tang bà. Ông Tư buồn thiêu, hai ngày trời không động đũa. Bà Tư thì bình thản vô cùng, nếu không muốn nói là vui ra mặt. Vì từ nay đất đai nhà cửa thật sự đã là của bà rồi. Thái nó sợ quả báo tới với má nó, nên nó không quen ai, không lấy vợ. Nhưng mà chạy trời sao khỏi nắng, anh hai quốc của nó cưới được một đứa con gái trong xóm, cũng giỏi giắng lanh lẹ, cũng lễ độ với người ngoài. Nhưng đối xử với bà Tư thì y như cái cách bà đối xử với mẹ chồng bà ngày trước. Đó là Huệ. Chuyện nhà của bà Tư thì xóm này ai mà không biết, đặc biệt là Huệ. Vì cô quen với quốc nên có gì mà quốc không nói đâu. Về đây làm dâu hơn chục năm, thằng Thắng con của hai người cũng đã lên 10. Nó cũng không mến bà nội nó lắm, vì cái miệng của bà nội nó quá trời quá đất. Bà Tư tụng kinh xong thì xách cái giỏ điệm nối giới ra nhà sau. "Quệ à, má đi lên chùa, mời má về nghe không?" Quệ đi lên, nhìn bà Tư mấy giây rồi nói: "Má già rồi, đi lên chùa không phải gần, mà má bơi xuồng đi mình ên, lỡ cắm đầu xuống sông rồi người ta chửi tụi con là không quan tâm má đó. Mà công chuyện của vợ chồng con nó ngập đầu ngập cổ hả, đâu có thì giờ đâu mà phò má lên đó. Thôi má nhà đi, muốn tụng niệm gì thì gõ thì tụng cho đã đi, cho má lo phụ con coi ngó ông cha kìa, mấy nay thấy ông yếu rồi đó." Bà Tư mặt mày xui xị, không hiểu sao với đứa con dâu này bà không có chửi được. Bởi vì nó không có giống mấy đứa con gái khác, chửi nó chửi lại, mà sức đâu đặng quánh nó. Chửi lộn với nó một hồi tức muốn lên máu. Hai thằng con bà cũng có binh vực bà đâu, thành thử Huệ mà làm cứng lên là bà xìu liền. Huệ bỏ ra nhà sau, gom một ít đồ bỏ vô giỏ rồi đi lên nói: "Chút nữa anh Quốc anh vô á, con với cha con ảnh về bên ngoài thằng Thắng ăn đám cúng cơm. Má nhà coi cha nha. Sáng nay con có mua chục bánh ít để trên bàn đó, chiều mơ tụi con về." Bà Tư im thinh không nói gì. Trưa một chút thì cái nhà lặng ngắt vì không có ai. Buồn quá, bà lại lôi cái mỏ ra mà ngồi tụng, không thèm nấu cơm ăn. Đang tụng ê a thì bà Tám Ngân xẹt qua rủ đi quánh tứ sắc. Bà Tư bỏ ngang đi một nước. Ông Tư bị cảm lạnh cho nên mệt nằm vùi mà không thiết tha ăn uống gì. Tới tối mịt bà Tư bà mới về,
đói bụng ba ăn mấy cái bánh ít rồi đi ngủ. Ông Tư ngủ mê mệt cả ngày không ăn uống, lại thêm cơn nóng lạnh nó hành. Bây giờ ông cảm thấy mệt lắm. Ông đang ngủ thì chim bao thấy bà Năm má ổng về, đứng ở đầu giường, nhìn ổng buồn hiu hả. Dậy đi con, dậy kiếm gì ăn. Bày ngủ gì mà ngủ dữ vậy con. Ông Tư mở bừng mắt ra, nhìn quanh quất không thấy má mình đâu. Nhớ sực ra là bà chết mấy năm nay rồi, còn đâu mà kiếm nữa. Hai hàng nước mắt ông chảy xuống, không biết là giọt nước mắt buồn hay là nước mắt hối hận. Ông là kẻ nhu nhược nên mới đi tới cái bước đường này. Ông cứ nghĩ, nghĩ mãi, tại sao mình lại trở nên như vậy? Nhưng càng nghĩ thì đầu óc ông càng mịt mờ đau đớn. Chợt ông thấy đói, đói tới mức quặn thắt ruột gan. Tay chân lính quýnh, ông dở mùng xỏ dép tính xuống nhà bếp luộc cơm nguội, thì chợt thấy mấy cái bánh ít để trên bàn. Mừng như bắt được vàng, ông Tư mở cái bánh trật ruột, đói bụng tay trung. Thêm phần gấp gáp nên càng làm cho nó nhanh thì lại càng lâu. Tới chừng mở được cái bánh ra rồi, ông mừng quýnh cắn một phát hơn nửa cái. Ông hơi sượng lại, hình như cái bánh nó hơi chua rồi. Tay kệ, lấp cái bụng đói trước đã rồi tính sau. Ông nhai triệu trạo rồi nuốt xuống, cắn tiếp miếng thứ hai. Chợt một cơn nghẹn thắt xuất hiện. Ông Tư đấm ngực thùm thụp, cố nuốt nuốt mấy cái cho nó xuống, mà nó vẫn ị ra đó. Ông vội vàng lập cập quơ cái bình trà, trót thẳng vô miệng. Xui rủi cái bình trà lại không còn giọt nước nào. Lúc đó mắt ông Tư tối sầm rồi. Ông té phịch xuống đất tráng kêu ú ớ, nhưng không thành tiếng. Người ông run rẩy, rồi từ từ liệm dần đi, cho tới khi nằm thẳng cẳng dưới nền đất lạnh. Người ta ai cũng xót xa trước cái chết của ông Tư hết. Xưa nay thế gian này chết đói cũng không phải chuyện lạ. Nhưng chết đói mà đồ ăn còn chưa nuốt qua khỏi cổ, đó mới là chuyện đáng thương. Không cần biết trước đây ông là người như thế nào, tệ hại ra sao, nhưng trong cái thời khắc này, ông là kẻ khiến cho người ta cảm thấy đau lòng vì thương xót. Đám tang của ông chỉ có le ngoe vài người trong xóm, gia đình ông với gia đình Út Tâm. Nghĩa tử là nghĩa tận. Dầu cho ngày xưa có giận chính xe 10 vàng, thì bây giờ ông mất đi cũng phải về đưa ông một đoạn cuối, để ông an lòng mà nhắm mắt. Từ ngày ông Tư chết, bà Tư tinh thần khá bấn loạn. Không phải vì nhớ thương ông, mà là bị ông theo ám ảnh. Đêm nào ông Tư cũng đứng ở đầu giường của bà mà trên lên thảm não. Bà ơi, tôi đổi, tôi đổi lắm bà ơi. Bà Tư ban đầu nghe ông kêu rên thì cũng nấu cháo mà cúng cho ông. Nhưng ông lại hiện về, nói là cái bánh kẹt ở ngay cổ, ổng không có ăn được. Ổng đói lắm. Bà Tư cũng đành chịu, cúng không ăn được, chứ đâu phải bà không cúng đâu. Bà ngủ trong buồng bị ông nhát quá chịu không nổi, quyết định ôm mền gối ra nằm trước bộ gián mà bà hay ngồi tụng kinh. Ra đó thì ông Tư không dám đi theo, nhưng núp ở một bên vách buồng, cứ kêu ra chỗ bà ơi ới. Bà vừa sợ vừa tức. Vậy là bà đem gạo muối theo đi ngủ. Thấy ông Tư xuất hiện là bà rải tưới về phía ổng. Sáng nào Huệ cũng la hét ôm trời vì cái bà má chồng rải gạo muối trắng nhà trắng cửa hết. Trời đất ơi trời, con lại má. Má ơi là má, gạo muối người ta không có mà ăn, má đem rải đầy nhà vậy? Má đâu có đi mận đâu mà biết xót đồng tiền phải không má? Một hộp gạo, một hộp muối thôi, cũng là mồ hôi công sức của vợ chồng con đổ ra đó. Thằng Thái nó chưa có nhà có cửa, chứ không con kêu nó rước má về cho biết cái nỗi cực khổ của vợ chồng con. Mày ăn nói vậy đó hả vợ thằng Quốc? Nhà này là nhà của tao mà, mày còn âm mưu muốn đuổi tao đi ha? Ai nói nhà này của má vậy? Này là nhà của anh em tụi con. Cái ngày bà nội bị má đuổi ra khỏi nhà, không phải bà nội có nói lời vậy hay sao?
Má quên nhanh vậy má. Hỷ tình má già cả rồi, con mới giữ má lại đây đó chứ. Bởi vậy má nên biết điều một chút, đừng có mận gì quá đáng. Má biết chưa? Bà Tư nín bặt không thể chối cãi. Giờ đây bà đã phần nào hiểu được nỗi khổ tâm của má chồng bà ngày xưa. Nhưng mà không được, xưa nay đâu có ai dám chửi thẳng mặt bà như cái con này. Bà tụng niệm kinh Phật bấy lâu nay nên bà biết được một điều. Cái hạng của con này phải liệt vô cái phường bất hiếu, bất nhân bất nghĩa. Bà phải thay trời hành đạo mà trừng trị cái con khốn nạn này mới được. Nghĩ như vậy, bà Tư chộp lấy cái dùi gõ mỏ, nhảy phóc xuống đất, đi phầm phầm tới mà gõ cướp lên đầu Huệ một cái. Cô ta đang bực, vừa lui cui quét gơm mớ gạo muối dương giải, chưa lèm bèm chửi thì bị ăn ngay cái dùi lên đầu. Cô ta tức khí, mặt đỏ gay, xô mạnh bà Tư một cái. Cái bà già điên này, bữa nay dám đánh tôi nữa hả? Bà ngon dữ lắm rồi đó. Bà Tư té bật ra đằng sau, lơm cơm ngồi dậy, xông tới cấu xé Huệ. Cô ta điên lên, nắm tóc bà giật ngược mà giả chăn chát vô mặt. Bà Tư cũng không vừa, tay cạo cấu vô mặt vô cổ của Huệ. Mẹ chồng con dâu chí chóe gian động trong nhà. Vừa hay bà Tám Ngân tạt qua chỗ bà Tư đi quánh tứ sắc, thấy má chồng nàng dâu xâu xé nhau thì nhào vô can ra. Bà Tư bị Huệ tán tối tăm mặt mũi, tay quơ loạn xạ, nắm được cái đầu tóc thì ra sức giằng xé. Bà Tám mới lên tiếng: Ê, trời ơi Tư ơi Tư, thôi Tư ơi tôi Tám nè. Bà Tư nghĩ bụng, cái con mẹ Tám này, Tư cái quần đùi chứ Tư, không lo lôi cái con tam bành lục tặc đó ra ở đó mà Tư Tư. Càng nghĩ máu nóng càng lên, bà càng siết. Bà càng can thì tôi phải càng quánh nó cho bằng được. Thằng Thắng nó sợ, nó ngồi im một góc không dám lên tiếng. Quốc thì đi thăm lưới ngoài địa, vô nghe sầm chạy lên coi có chuyện gì. Thấy cảnh hỗn chiến đó thì nhào tới mặt can mà gỡ. Huệ thấy vậy thì buông ra. Bà Tư thoát mấy cái bạc tai của Huệ thì mở mắt ra dòm, thấy là mình đang nắm đầu bà Tám. Bà buông nhanh cái tay ra. Bà Tám miếu máu: Bà nội mẹ nó, nó quánh lộn mình can mà nó nắm đầu mình nó xé hả? Tao đã nói rồi, là tao rồi mà, mà mày còn hăng máu dữ vậy. Bà Tám ngoe ngoải đi về, không cho bà Tư cơ hội giải thích. Dẹp luôn, không có bài bạc gì nữa, quá trời giận rồi mà. Còn bà Tư thì thở hơi lên hồng hộc, tiếp tục nhào tới túm con dâu mà đánh nữa. Quốc bực mình mới la lên: Nè, bà có thù đi không? Vừa nạt vừa gạt tay bà ra. Sức đàn ông nên bà Tư đâu có gượng lại. Lại một lần nữa bà té ngửa ra đằng sau. Lần này bà đưa tay chống xuống đất. Một cơn đau tối tăm mặt mũi ập tới. Cái tay của bà gãy cong queo. Quốc hết hồn, nhào tới đỡ bà Tư dậy. Bà nghiến răng tán cho thằng con một bạt tai. Quốc cố nén giận mà đưa bà đi thầy thuốc. Ông thầy rờ rờ nắng nắng xong thì nói: Cái xương tai mình nó chia ra làm hai ống xương. Hiện tại thì tai bà già mới gãy một ống thôi, cho nên mình phải bẻ cho gãy luôn ống bình kia, đặng bó thuốc cho nó mau lành. Nghe tới đó, bà Tư mặt xanh chành. Quốc cũng xót má cho nên hỏi: Thí dụ mình không bẻ thì nó có lành được không thầy? Khó lành lắm, muốn lành nhưng mà cực kỳ lâu, mà có khi sanh tật luôn cũng không chừng được. Biết sao hơn, đành chịu thôi. Cái khoảnh khắc mà ống xương còn lại bị bẻ đi, bà Tư tưởng đâu mình chết luôn được rồi. Mặt mày bà trắng bệch, mồ hôi lạnh đổ đầy trán. Xong xuôi đâu đó, lúc trở về nhà bà giận không thèm nói chuyện với ai, mà ở nhà cũng đâu có ai nói chuyện với bà đâu. Tới bữa thì dọn cơm lên cho ăn xong rồi thôi. Căn nhà chìm trong không khí của chiến tranh lạnh, ngột ngạt vô cùng. Vong hồn ông Tư từ ngày đó bắt đầu đi dài sớm nhát người này người kia. Ban đầu ông lòng vòng quanh nhà thôi, ai đi ngang ông ngoắt vô xin ăn. Có mấy người mới đầu không biết, ông ngoắt vô là vô liền,
tới chừng phát hiện ra ông Tư, ai nấy bò càng bò niễn. Riết rồi ban đêm người ta đâu có dám đi ngang khu đất nhà ổng nữa. Làm như bị buồn nên ổng bắt đầu đi lang thang. Bữa nay người xui rủi đụng mặt ổng là bà Tám Ngân. Bà là cái bà bất chấp giờ giấc, hứng lên chủ bà Tư đi đánh bài. Bà cũng là nạn nhân trong cái chiến tranh mẹ chồng nàng dâu bữa hổm đó. Mới chiều chạng vạng, bà Tám Ngân đi lùa mấy con vịt vô chuồng xong, rồi lui cui xếp mớ củi mo nang mà ôm vô nhà bếp. Đang hì hụi thì nghe có ai đó kêu mình. Ngân ơi, Tám Ngân, qua đây nói nghe nè. Bà Tám khó hiểu, ai vậy cả? Sớm này có mấy ai dám mở miệng kêu tên cúng cơm của bà đâu. Nhìn quanh quất thì thấy có một người đang đứng gần mé mương, đưa tay ngoắc ngoắc bà. Bà mắc cỡ cứ đứng cười mỉm chi, hai tay thì dò muốn nát cái tà áo. Bà ở vậy tới nay đâu có lấy chồng, thấy đàn ông là bà ngại ngùng như gái mới lớn vậy đó. Tại vì đứng cũng hơi xa cho nên bà không biết đó là ai hết. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng thì bà Tám mới bước tới phía trước, vừa đi vừa hỏi. Ai á? Kiều Ngân có gì không? Có. Ngân lợi đây anh cho cái này nè. Tự nhiên tánh tò mò của bà Tám nổi lên. Bà te te đi lại. Người đó mới chỉ tay xuống mương. Nhanh lên. Đây nè. Đó. Có thấy không? Thấy gì? Đó. Có một mình cái bóng của Ngân dưới nước kìa. Da gà nổi lên dày mình. Quả thiệt là hai người đứng sát bên, mà bà thấy có mỗi cái mình bả thôi. Quay qua thì cái mặt ông Tư sát rạc rồi. Mặt ông tím bầm, cái giọng khò khè nói không ra hơi được. Con mẹ già mất nết, mày trai hả mày? Nói xong, ông đưa cái mặt tới sát bà Tám. Bà giật mình lùi lại, thì hụt chân té cái ầm xuống nước. Ông Tư cười lên khùng khục rồi biến mất. Bà Tám cứ lai quai dưới nước, chưa biết đường leo lên, thì cảm giác như có ai đó chụp đầu bà từ đằng sau mà nhận xuống nước. Bà ngợp thở vẫy vùng ầm ầm. Được chút xíu thì cái tay buông ra. Bà thở lên hổn hển mấy hơi, chưa kịp leo lên bờ thì lại bị nhận đầu xuống tiếp. Mấy lần như vậy bà ngất ngư rồi. Cái tay đó mới thôi hành hạ bà. Trước khi dòng ông Tư biến mất còn để lại một câu: từ trại về sau mày còn rủ trê bà Tư Bi đi quánh Tư Sắc thì mày ở đâu, tao lôi mày đi trấn nước ở đó. Thứ đàn bà con gái tối ngày bài bạc, hư thần mất nết. Chờ ông không chửi nữa, Tám Ngân mới ạch đùi leo lên bờ, khóc không thành tiếng. Từ bữa đó thôi không dám rủ bà Tư Bi đi quánh Tứ Sắc, mà bà cũng gác kiếm luôn. Thôi không ngồi công xương sống vô mấy cái trò đó nữa. Ông Tư ổng nhát được người này người nọ thì ổng hăng, giống như ổng nhát người ta cho quên đối hay gì đó. Ông làm triết mà làng xóm người ta chịu đâu có nổi, mới đi tới nhà mắng vốn vợ con ổng, biểu phải làm cách nào để ổng bớt phá đi, chứ vậy hoài ai chịu cho thấu. Bà Tư ngồi im re không nói năng gì. Vợ chồng quốc cũng nằm đêm gác tay lên trán mà suy nghĩ. Chưa biết phải làm sao thì bữa đó thằng Thái đi về, dẫn theo một bà lớn tuổi, tướng mập lùn mà mặt phúc hậu lắm, mặc bộ đồ vải nâu y như mấy bà đi làm công quả. Cả nhà ngơ ngác thì thằng Thái nói: bữa em mới về tới sớm thì bị kéo lại mắng vốn chuyện của cha rồi. Em thấy vậy không có gì nhà, mà quài ngược qua bên sớm bên, chỗ sớm mình đang mừng mướn, em thỉnh thầy Năm về, đặng thầy Năm coi ngó coi sao. Số là thằng Thái ở nhà nó không chịu nổi nên cứ rài đây mai đó, ai mướn gì mần nấy, lâu lâu về thăm nhà một lần. Lần này mai sau mần mướn đất ngay xóm của bà thầy Năm. Chắc cơ duyên đưa đường dẫn lối. Bà thầy Năm cười tặng hắn một cái rồi nói:
Tôi thứ năm, ai cũng kêu tôi là năm ụ. Tôi cũng biết sơ sơ ba cái vụ tâm linh này nè. Sáng thằng nhỏ nó kêu quá, đi qua bên đây coi coi nó làm sao. À, bà chị đây là Phật tử hả? Có ăn chay trường luôn không? Từ lúc bà Năm bước vô tới giờ, bà Tư Bi cứ tránh né kiểu gì lạ lắm. Bà Năm hỏi ba cô không thèm trả lời, mà cứ nhìn với một vẻ đề phòng cao độ. Quất thấy vậy thì ngại, cho nên nói đỡ lời. Dạ thưa thầy, má con không có ăn chay. Bởi vì hồi xưa má con nuôi dịch gà bỏ sỉ cho chợ. Má nói má ráng tụng kinh niệm Phật cho bớt tội đó. Vậy ha. Ờ, tụng thì tụng, mà mần thì mần ha. Quất dạ một tiếng, hơi mắc cỡ, vì má mình cũng làm màu thiệt mà. Trên đời có mấy ai như bả đâu, rằm nào cũng đi chùa, ngày nào cũng gõ mõ tụng kinh, mà mở miệng ra là sân si, là chửi rủa người ta. Có khi vừa tụng kinh vừa chửi ông Tư như tát nước vậy. Nói ra thì mắc tội, chứ không chừng Phật trên bàn thờ nhảy xuống chạy mất từ đời nào rồi. Bà Năm nãy giờ nhìn quanh trong nhà, nhìn lên bàn Phật, rồi cười cười hỏi cả nhà. Giờ ở nhà muốn tôi bắt cái vong ông già đem đi luôn, hay là bắt về đây nói chuyện với con cháu xong rồi mới đi? Thái nhanh miệng. Dạ, nếu mà nói chuyện được với gia con á thì tốt quá thầy ơi. Ừ à, vậy thì tối nay đi. Giờ xin phép tôi ra sau nhà làm công chuyện chút. Cảm phiền đừng có ai đi theo ha. Yên tâm đi, tôi tránh bớt dương khí thôi, chứ mọi người đứng xa dòm tôi được. Bà Năm đi ra phía sau, ngồi chỗ cái bàn ăn cơm, lật giấy vàng ra, rồi lấy viết đỏ vẽ lên đó mấy cái chữ bùa lằng ngoằng. Bà chỉ vẽ có 5 lá mà mất cả một buổi. Trán bà trịnh mồ hôi ra lắm tấm, mặt có vẻ khá mệt. Bà dòm lên thấy Huệ đang nhìn về phía mình thì đưa tay ngoắc ngoắc. Cô ngoan ngoãn đi tới ngồi xuống trước mặt bà Năm. Bà đưa cho cô một miếng giấy có viết vài chữ trong đó. Đọc xong, mặt Huệ kiểu hơi sợ. Bà đưa tay lên ra dấu im lặng, rồi đẩy mớ bùa về phía cô. Huệ nhanh tay cất mấy thứ đó hết vô túi áo đựng tiền, rồi cẩn thận cài kim lại. Chiều tối sau khi cơm nước xong một chút, bà kêu mọi người tập trung ra phía sau mà ngồi. Chỉ có bà Tư là ngồi ở bộ dáng trước không chịu xuống. Bà thầy Năm cũng không nói gì hết, bắt một ấn quyết rồi nhẹ điểm lên ấn đường mỗi người một cái. Bà Năm nhắm mắt kêu: "Ông đào đâu rồi?" Cả nhà ngơ ngác không biết bà kêu ai, thì đột ngột ba cái hình người lờ mờ hiện lên, từ từ rồi rõ ràng hơn. Đó là ba chị em giang hồ nhà Úc Phấn, Thương với Thoa. Trận đó bà Năm thu hết lại, đưa Hiền với tụi nhỏ về âm ti, giữ ba cái bà ma này lại làm âm binh cho mình. Bấy lâu nay được theo bà Năm học đạo pháp, tu luyện, cho nên cũng tiến bộ lắm rồi. Ai cũng có tính giác ngộ cao, nên bà Năm ưng bụng lắm. Đi đâu cũng đem theo hết trơn á, đúng ý mấy bả mà, cho nên bà nào cũng ngoan. Cả ba vừa hiện lên thì một nhà bốn người đồng loạt lùi lại. Thằng Tán hết hồn ôm má nó cứng ngắc. Bà Năm đưa tay trấn an: "Nè, không sao đâu. Này là mấy đứa cháu tụi á, tụi nó ở nhà ngoan lắm, mà có con cái ít khi ở nhà. Hồi nãy tôi khai nhãn tạm thời cho mọi người rồi, cho nên mới có thể thấy được vong. Chút đem ông già về đây á, cho tiện bề dễ nói chuyện đó mà. Ba đứa đi kiếm cái vong ông già về đây cho thầy đi, rước nhẹ nhàng nghe không?" Cả ba dạ lên một tiếng rồi biến đi. Bà Năm cười cười, rót trà thông thả uống, biểu mọi người cứ chờ đi, sẽ mau về thôi. Bà Tư nãy giờ ngồi nhà trước dòm xuống nhà sau, không biết có thấy gì không, mà bà ngồi co ro trên gián, không có dám thọc chân xuống đất. Cái dòng ông Tư chạng vạng là đã đi lang thang kiếm mối giải sầu rồi. Giờ này đã bắt đầu sụp tối,
mà ông Tư nhát thấy có ba đứa con gái đang ngồi ở mé cỏ ăn uống gì đó. Ông Tư bắt đầu nghe đói, lại muốn mon men tới xin ăn nhát người. Ông lận cận từng bước đằng này thì đằng kia đã có đứa ngoắt ông. Nè ông ơi, cho con hỏi thăm với ông ơi. Ông Tư từ từ bước tới, thu hết âm khí lại cho giống con người chút xíu. Ông hỏi: Gì đó bầy, cho con cái nhà ai mà dắt này con ngồi để ăn vậy? Sớm này con ma đó, tụi bay coi chừng ạ. Một đứa con gái đeo vàng đầy mình lên tiếng nói: Ý trời đất ơi, ông đừng có mận tụi con sợ nghe ông. Tụi con đi thăm người quen mà không biết sao đi lạc tới đây luôn rồi. Ông cho con hỏi sớm này nhà nào là nhà bà Tư Bi vậy ông? Ông Tư ngó qua một lượt, thấy tụi nó không biết mình mà tại sao lại biết vợ mình. Ông mới hỏi: Ủa rồi bây là ai mà hỏi bà Tư Bi? Dạ tụi con là cháu bên ngoại nhà của bà Tư á, kêu là bà dì Tư. Giờ mấy ông bà muốn kiếm tung tích mà già hết rồi đâu có đi nổi đâu, đành phó thác cho tụi con đó chứ. Mà ông biết nhà bà không? Tụi con hỏi thăm dữ lắm mới mò được tới đây, mà còn đang sợ lạc đây nè. Ông Tư nghe vậy thì từ từ ngồi xuống bên cạnh ba người, giọng điều điều: Thiệt ra tao là chồng bà Tư Bi nè, nhưng mà tao chết rồi. Giọng của ông Tư gian gian, nghe muốn nổi da gà. Cô gái da ngầm la á lên một tiếng, rồi bất ngờ nhảy tới chụp lấy trán của ông Tư, giật bật cửa ra sau, ngồi đè lên bụng ổng. Hai người hai bên nắm lấy hai cái tay hai vai của ổng. Cô gái có vẻ lớn tuổi hơn thảy ra lệnh: Đi tụi bay. Ở nhà, bà Năm uống tới ly trà thứ ba thì thình lình có bốn cái bóng hiện lên giữa nhà. Người đàn ông bị đè nằm chèm bẹp la lên oai oái: Thả tao ra coi, bà cái con yêu quái này, sao tụi bay bắt được tao vậy? Bay là người mà. Út Phấn lên tiếng nói: Thôi đi ông già, không có ba đứa con người nào á mà chiều tối ngồi ăn ngoài đường hết trơn, làm gì đặng rủ ma đối tới ăn chung hay gì? Ông nhìn coi ông đang đâu. Ông Tư cố sức hất ba đứa ra: Mụ nội bầy, trấn tao cứ ngắt vậy tao dòm kiểu gì? Bà Năm cười cười ra hiệu cho cả ba buông ổng ra. Ông bật dậy tính chạy trốn thì thấy con cháu mình đang ngồi nhìn mình trân trân. Ông ngạc nhiên mở mắt thiệt lớn. Quốc với Thái thấy cha thì khóc miếu vì thương, nhưng lại không dám tới gần. Ông Tư buồn so hỏi: Mày đưa khỏe hết hả? Quốc vừa khóc vừa nói: Dạ tôi còn khỏe re hả. Mà cha ơi, sao tự nhiên cha đi nhắc bà con trong sớm vậy? Sao cha không đi đầu thai đi cha? Có phải muốn đi là đi đâu con. Cha khổ cả đời rồi, cũng muốn đi lắm chứ. Nhưng mà chết oan chết ức, chết đói chết khát như vậy, cha làm sao đi được. Cha tức ma bậy lắm. Bà mê bài bạc, bỏ tao chết đói chết nghẹn. Xưa bà mê tao, bà lấy được tao bà hưởng rồi, bà coi tao như đồ bỏ vậy. Tao tội lắm mày ơi. Ông Tư khóc lên hụ hụ, ai cũng thở dài nghẹn ngào. Bà Năm mới an ủi: Tôi kêu mấy đứa nhỏ đem ông về đây đặng cho ông nói hết cái ấm ức trong lòng ra, cho tụi nhỏ được nhìn ông lần cuối, rồi tôi kiếm cách tôi siêu độ cho ông. Chớ cứ dất dưỡng như vậy, tức người này quán người kia, mai mốt thành quỷ thành tinh, lôi phạt quánh cái bùm xuống là hết cứu đó nghe không. Thái sụt sịt: Cha ơi, cha cứ yên tâm mà đi đi, tôi còn lớn hết rồi, còn má thì... Thôi thôi, má bày đừng có nhắc tới bà nữa. Bà Năm thở dài:
Cái gì nó cũng không qua mệnh số. Con người mình sống sao thì trời xanh an bài hết rồi. Ai trên đời này mà không có tội đâu. Thần thánh còn chưa chắc làm được chuyện đó. Thì thôi đi, bỏ qua hết. Đi theo tôi cho nó thanh thản. Ông cứ quậy vậy, con cháu ông nó bị mắng vốn hoài, rồi sao mần ăn cho đặng đây. Ông Tư im lặng cúi đầu. Bà thầy Năm lại nói tiếp. Giờ không còn gì để nói phải không? Vậy tôi lụm mà nghe. Bà lấy ra một lá bùa, phóng thẳng về phía ông Tư. Lụm. Ông Tư bị thu gọn hơ trước con mắt kinh ngạc của mấy người trong nhà. Xong xuôi, thầy Năm không lấy tiền, tự giả mọi người đi về. Thái Cản: Ê, trời đất, thầy ơi, từ đây về bến xa lắc xa lơ, thầy đi kiểu gì? Để mời con đưa thầy về. Thôi khỏi, bay ở nhà chơi đi. Tao đi lợi nhà người quen, tao ở đâu cũng có người quen hết á, bay an tâm đi. Rồi bà bước nhanh ra sân. Thái chạy theo ngóng thì không thấy bà đâu nữa. Thái hơi giật mình ngơ ngác, nhưng nghĩ lại, bà bắt giông như người ta bắt con cóc thì cũng đâu phải dạng vừa đâu, có gì đâu mà lo. Từ bữa đó, xóm làng bình yên, không còn bị ông Tư quấy phá nữa. Ai cũng vui vẻ hẳn lên, nghĩ bụng chắc ông quậy chán ông đi rồi đã. Nhưng trong nhà bà Tư thì bắt đầu có biến. Số là cái tai bà Tư từ bận đó tới nay, đi thầy thuốc kiểm tra mấy lần. Ông thầy báo xương cốt lành rồi, không có vấn đề gì. Nhưng mà tai bà không cử động được. Sợ do để yên quá nhiều ngày mới thành ra như vậy. Bà cố sức tập tành cho nó trở lại như xưa, nhưng vẫn cứ vô ích. Càng ngày sự thể lại càng nghiêm trọng. Ban đầu là bị một cánh tay thôi, rồi sau bắt đầu tới một bên chân, rồi hai bên, cuối cùng là nằm liệt luôn một chỗ. Trận đó Thái về thăm nhà, thấy vậy thì quyết định không đi làm, mà ở nhà chăm lo cho má. Huệ tuy có ác cảm với má chồng, nhưng lại rất hòa nhã với anh em bên chồng, chưa bao giờ có xích mích xảy ra. Chắc ai cũng ngầm hiểu, đó là cái quả báo mà cuộc đời này trả riêng cho bà Tư. Bà Tư nằm một chỗ, thân thể không thúi lở mà bị teo tóp lại. Mặc dù Thái ra sức tẩm bổ cho bà, nhưng bà cứ như vậy, càng ngày càng rút trái, chỉ còn da bọc xương. Có mỗi cái miệng là nói được, thều thào đọc kinh niệm Phật. Một ngày nọ bà tự nhiên trở nên hoạt bát, tươi tỉnh. Bà có thể cử động mấy ngón tay, gõ nhẹ nhẹ xuống giường. Thái mừng lắm, chạy đi kêu vợ chồng Quốc ra coi. Ai cũng thở phào, tin chắc là bà đã có thể hồi phục sức khỏe. Quả thiệt là như vậy, bà dần dần cử động được hai cánh tay. Mấy ngày sau có thể gượng ngồi dậy, mặc dầu hai chân vẫn còn chưa cử động được. Từ bữa đó, Thái phụ Quốc đào đất, đắp lại cái mé bờ, nên Huệ bưng cơm ra cho bà Tư. Để mâm cơm xuống, cô hỏi: Má ăn mình ơn hay là con đút cho má? Mày đút đi. Huệ cũng nghe lời, ngồi xuống đút cơm cho bà. Bà Tư ăn được 2-3 muỗng thì bị sặc. Huệ vỗ vỗ lưng bà. Bà nạt: Mày vỗ lưng hay quánh tao vậy? Ôi là trời ơi, nó đập cái thần già này muốn lòng phổi luôn nè, ông nội mẹ nó. Huệ ứa gan lắm, nhưng vẫn ráng nhịn, đút cho bà một muỗng canh. Bà Tư vừa húp thì né qua một bên, phun canh vô mặt Huệ. Cái con này, mày tính giết tao hả? Mày đút canh nóng dữ vậy trời. Huệ không nhịn được nữa, dằn cái muỗng xuống mâm cái cúp. Vậy má ăn mình ơn đi, bắt người ta đút còn khó khăn kiếm chuyện nè, không ai rảnh mà phò cái đó đâu. Bà Tư trợn mắt lên, nghiến răng trèo trẹo. Cái con quỷ cái mất dạy này, mày chết mẹ mày chứ tao.
cái thân liệt bại vậy đó, chứ mà hung dữ thấy sợ. Bà nhanh tay nắm lấy đầu Huệ kéo xuống. Huệ đâu có nghĩ bà mạnh tới mức đó nên không có đề phòng, bị bà Tư đè đầu vô mâm cơm. Bà lấy cơm canh úp hết lên đầu Huệ be bét. Huệ la hét sầm, kêu Quốc với Thái. Bà Tư nắm đầu Huệ cứng ngắc, làm cho cô không tài nào xử lý được. Hai anh em cũng mần gần đó, nghe tiếng Huệ la thì quýnh quán chạy vô. Thấy cảnh hỗn loạn đó, hai người giật thoát mình chạy tới gỡ tay bà Tư ra. Bà bấu cứng tới nỗi tóc Huệ đứt ra, nằm đầy trong tay bà. Khó khăn lắm mới đưa được cô ra ngoài. Huệ ê ẩm hết cả da đầu, nhìn bà Tư như muốn giết bà tới nơi. Anh em Quốc phải năn nỉ dữ lắm, cô mới nguội đi một chút mà bỏ đi tắm rửa thay đồ. Thái nhìn bà Tư chán nản hỏi: "Má làm gì vậy má? Con tưởng má bị vậy rồi á thì má phải thay đổi chứ. Cứ gì mà má càng ngày càng khó chịu khó ở vậy? Má nhắm má như vậy á rồi ai ở được chứ má?" Bà Tư gầm gừ nhìn Thái, hai con mắt như muốn ăn tươi nuốt sống thằng con. Bà chọi chùm tóc của Huệ trong tay vô người Thái, trỏ mặt Thái mà chửi: "Mày không ở được thì mày biến khỏi cái nhà này đi. Tụi mày nên nhớ là một tay tao gìn giữ chăm lo cái gia đình này. Ở đây tao là chủ." "Được rồi, má nói gì chứ gì. Vậy thì con đi. Mới mốt đừng có kêu réo con về đây. Bất cứ gì cái chuyện gì đó nghe má. Cút xéo cho tao." Thằng Thắng trục trè đi tới nắm lấy tay bà nội mà năn nỉ: "Bà nội, bà nội đừng có đuổi chú ba của con đi mà." Bà Tư quay ngoắt lại, giả cho thằng nhỏ một bạt tay, chảy cả máu miệng. Cái má trắng hồng của thằng nhỏ ăn một dấu tay tím bầm. Quốc với Huệ chạy lên, thằng Thắng thì ngồi dưới đất mà khóc nấc. Thái đang ôm nó trong lòng mà dỗ. Huệ xong tới ăn thua đủ với bà Tư thì Quốc cản lại: "Đừng mà em, kệ má đi. Nếu má đã muốn vậy thì má cứ việc. Tạm thời mình về bên ngoài nhà thằng Thắng ở đợi vậy. Trả nhà này lại cho má, cho má tùy ý muốn mần gì thì mần." Cả bốn người dắt díu nhau cơm mấy thứ đồ cần thiết rồi bỏ đi. Bà Tư còn chửi giới theo: "Cấm tụi bay đem bất cứ thứ gì của tao đi nghe chưa. Toàn là một lũ mất dạy hả. Cút đi, cút xéo ra khỏi đây. Đừng có bẻo hình bẻo dạng trước mặt tao à. Tao giết hết đó." Mặc cho bà Tư chửi rủa, bốn người cứ lầm lũi bước đi. Có vài người hàng xóm đi lại ngóng chuyện, coi xảy ra chuyện gì mà ồn ào quá. Bình thường thì cũng có chửi mắng đó, nhưng mà lần này tụi nhỏ đi hết kiểu này, chắc là có vấn đề thiệt rồi. Bà Tám Ngân mới bước tới hỏi Quốc: "Nè Quốc, má mày bị bại liệt như vậy, mày bỏ đi hết nên bả chết hay gì con?" "Trời ơi, Tám ơi, liệt cái gì? Tám coi đầu cổ vợ con nè. Bả níu bà xé tróc già luôn á, Tám thấy không? Còn thằng con của con nữa, bà giả một cái tím mặt luôn. Con cũng hết cách rồi. Bà hành từ đời bà nội rồi bà ngoại con, tới cha tới chú con. Bây giờ thì tới vợ con nữa. Thôi, con sợ lắm rồi." Nói xong cả thải bỏ đi. Người trong xóm cũng lắc đầu ngán ngẩm. Hên là bà tụng kinh niệm Phật mỗi ngày mà bà còn như vậy đó. Chứ gặp bà mà như người ta, chắc bà ăn con ăn cháo hết quá. Bà Tư ngồi trên gián, đưa mắt dòm khắp lượt căn nhà trống trải. Cái nhà nhỏ xíu, có giống gì để gom đi đâu. Bà ghét bà nói vậy thôi. Đứa nào chống lại bà cho ra đường hết. Nghĩ vậy, bà Tư cười lên khùng khục. Lát sau thì cười lên ha hả, vang ra tới đằng sớm còn nghe. Cười được một chập thì bà đột nhiên nín bặt, rồi nhìn xuống hai chân. Mấy ngón giò của bà bắt đầu cử động được, rồi từ từ hai bàn chân bắt đầu lắc qua lắc lại. Từ lúc hai chân dịch chuyển bỏ được xuống đất thì phực một cái, một ngọn lửa nhỏ bốc lên từ cái gối nằm của bà. Bà Tư từ từ quay đầu lại nhìn, nhẹ nhàng lật mặt gối lên thì thấy bên trong là một lá bùa màu vàng đang dần cháy đen. Bà cười nhếch mép,
chờ cho lá bùa cháy hết thì quăng cả cái gối ra ngoài sân. Muốn hại tao hả? Kiếp sau đi. Bà Năm Ụ đang ngồi vừa hút thuốc vừa chửi sang sảng. Trời đất ơi, con Thoa, mày quánh lộn mà mày dòm ở đâu vậy? Khi quánh là con mắt phải quan sát liên tục chứ, lỗ tai phải nghe ngóng tiếng động, có cái gì lại gần là né phản công liền. Nó quánh mà nó cắm đầu quánh không vậy đó hả? Còn con Phấn, mày tiết chế lại coi. Kẻ địch yếu mà mày quất hết lóc vậy, phi phạm nó biết chưa? Như con Thương này được nè. Rồi, ta nói mới khen là nó mất tập trung liền hả? Tập trung vô đi bà nội ơi. Thì ra là bà đang ngồi tập quấn cho cái biệt đội bông đào. Lần nào mà bà cho đi quánh lộn về là coi như đứa nào đứa nấy cũng sức đầu mẻ trắng, vì chưa có kinh nghiệm đánh đấm với tụi dông mạnh hơn. Cho nên mấy nay bà quyết định phải luyện tập lại cho mấy đứa cách để chiến đấu. Bà sai âm binh đi ra dàn trận, đánh đấm cho mấy đứa nó xử lý tình huống. Bà la quá, dông con Thoa mới bực bội cằn nhằn. Thầy nói nghe hay quá trời à, có bao giờ thấy thầy quánh lộn với ai đâu. Quánh lộn thì phải có qua có lợi chứ, đâu ra mà hay tới nổi á, không bị quánh trúng cái nào. Mày hay quá ha. Giờ mày là thầy hay tao là thầy? Đã lên chức thầy rồi á thì ít thực hành lắm con. Toàn là đệ tử nó thực hành thôi à, biết chưa? Miễn sao tao có kinh nghiệm, tao truyền lại cho tụi bay thôi chứ. Bây giờ cãi không? Bà đứa tức lắm mà có dám nói gì đâu. Thầy kệ bà đi, bà là thầy mà, bà muốn nói gì bà nói. Bà Năm đang ngồi cười cười thì khựng lại một nhịp. Bà nhắm mắt lại một chút rồi thì mở ra thở dài. Ba cái dòng thấy vậy thôi không đánh nữa, mà đi tới hỏi thăm. Phấn lên tiếng trước. Ủa, có chuyện gì hả thầy? Có chuyện rồi đó. Mà coi bộ bận này rối dữ rồi nha. Ba đứa bay á, lần này phải đánh một trận tơi bời chứ không có giỡn đâu. Cả ba nhìn bà Năm lo lắng. Nghiêm trọng vậy hả thầy? Mình có cần đi liền không? Để coi tình hình sao đã. Nhưng mà tốt nhất là tụi bay chuẩn bị tinh thần đi. Mấy nay cái nhà của bà Tư thấy ghê lắm. Người ta đồn nhau, đêm đêm đi ngang sẽ thấy bà Tư đầu tóc bù xù, xách cái đèn cốc đi qua đi lại trong nhà. Rõ ràng bà bệnh nằm liệt giường, sao có thể đứng lên đi lại cho được. Còn nữa, trong nhà bà lúc nào cũng vang lên tiếng gõ mõ lóc cóc không ngừng. Không lẽ bà không ăn uống gì sao? Rồi mấy cái lúc bà xách đèn đi tới đi lui trong nhà thì tiếng gõ mõ đó từ đâu phát ra? Có người sợ không dám mong men tới, có người thì tò mò ráng trình coi có chuyện gì xảy ra bên trong. Nhưng mà cái nhà tối hù, rình cách mấy cũng không thấy được cái gì hết. Bữa nay Út Sĩ đi nhậu về xỉn lắm rồi, cứ khực khà cực khưởng. Sớm này thằng Chả là cái thằng lưu linh lưu địa, ăn nhậu xỉn say, ngủ bờ ngủ bụi, hay ngủ nhị tỳ là chuyện thường. Mấy bữa nay nghe người ta đồn nhà bà Tư có sự lạ, Út Sĩ cũng muốn coi thử lắm. Sẵn xỉn đây quẹo ngang coi có gì mới không. Tới trước sân nhà bà Tư, Út Sĩ mắt nhắm mắt mở nhìn vô, thấy cái nhà tối thui không có một ánh đèn. Tiếng gõ mõ thì cứ điều điều phát ra. Không biết ma xui quỷ khiến gì mà thằng Chả xăm xăm bước vô, đập cửa kêu. Bà Tư, bà Tư từ bi A Di Đà Phật đâu rồi? Bà mận gì mà bà gõ lóc cốc ngày đêm vậy bà? Bộ kiếp trước bà lặn chim gõ kiến hả? Người ta đồn bà thành quỷ rồi phải không? Đâu bước ra tôi dòm miếng coi. Tự nhiên tiếng gõ mõ đang điều điều bỗng trở nên chậm lại, cứ cốc cốc cốc, nghe mà nổi da gà trần luôn. Út Sĩ hơi chột dạ. Bà nghe tôi nói phải không?
nghe thì ra đi, chứ ở trong đó hoài tôi đi về đó. Nói dứt câu, Út Sĩ quay lưng bước đi liền. Tiếng cánh cửa bật mở ra, có một thân ảnh đen thui từ trong nhà bay dèo ra, túm lấy cổ áo Út Sĩ, lôi ngược trở vô trong. Thằng Chả la lên oai oái, thôi xong, kiếp này coi như bỏ rồi. Chuyến này bị lôi vô chỉ có nước bị nhai xương, chứ làm gì sống nổi. Nhưng mà cái người đó chưa kịp lôi Út Sĩ vô trong thì có ba cái bóng xuất hiện, là biệt đội Bông Đào. Phấn nhanh nhẹn đánh vô cánh tay của kẻ đó một cái, thương với Thoa thì đánh từ phía sau lưng. Tự nhiên ở đâu xuất hiện ba kẻ đánh úp mình. Người đó buông Út Sĩ ra mà phóng ngược trở vô nhà đóng cửa lại. Thoa cười lên khanh khách. Tao cũng lại luôn, dông mà bà đóng cửa chạy trốn hả? Nói xong, cả ba nhảy xuyên vô cửa, chui vô trong nhà. Ở đây tối thui không có đèn đuốc gì hết, nhưng mà cần chi đèn, cả ba vẫn thấy được bà Tư đang ngồi thủ thế trên cái bộ dáng mà bà hay ngồi tụng kinh. Bộ dạng của bà nhìn thấy ghê lắm, người thì khô đét, mắt lồi, tóc rối nụi hả. Nhìn qua đã biết là một kẻ không còn sự sống. Thương mới hỏi: Nè bà già, chết rồi sao không đi, mà còn dương vấn thân xác chi vậy bà? Bà Tư cất lên cái giọng khô khốc, rè rè rất là khó nghe. Tụi bay là một lũ vong hồn bất tán, làm gì hiểu được những chuyện thiên cơ quyền diệu. Tao là con của Phật trời, xác tao mãi trường tồn. Mai này tao lập am để tu tấn thành địa tiên. Phấn nghe chướng tai, chửi liền: Thôi bà đính mẹ cái giọng khùng khùng điên điên đó giùm tôi đi. Bà có nước làm địa long chứ địa tiên gì? Bà giờ là cái xác biết đi đó, mình biết chưa? Báo người ta không à? Bà Tư nghe chửi thì rít lên, nhào xuống đánh một trảo vô mặt Phấn. Phấn nhanh nhẹn né ngang một bên. Thoa đứng gần đá vô chân bà Tư một đòn. Bà quỵ xuống, không quên đưa bộ móng chài ngoằn dơ ồm ra mà hốt Thương một cái nữa. Thương né kịp, cả ba xông tới đè nghiến bà Tư xuống đất. Phấn la lên: Trời thầy ơi, vô đi, thầy đợi tôi con sách bà về cho thầy gì. Cánh cửa bật mở ra, bà Năm ù một chân đã vô tới nhà, lự mắt nhìn cả bọn. Tụi bay riết giống má tao ghê á, né qua bên coi. Dứt câu của bà Năm, cả ba vội vàng tách ra. Bà Tư vừa được buông ra thì bật lên, bị bà Năm nhảy tới giáng một lá bùa lên đỉnh đầu. Trận! Lập tức bà Tư một lần nữa ngã vật xuống đất, các người giật nhẹ lên từng chập, thôi chạy loạn đánh càng. Có một tiếng cười ha hả cất lên, làm cho cả ba giật mình lùi về sau lưng bà Năm đứng thủ thế. Bà thầy Năm chẹp miệng: Có biến một cái là tụi nó đưa mình ra làm bia đỡ đạn liền à, thiệt toàn là đệ tử tốt thật. Bà Năm chậm rãi đọc chú, quăng lá bùa xuống đất. Phực một cái, một ngọn lửa bùng lên, sôi sáng căn nhà nhỏ. Bà Năm nhìn quanh, thấy trên bàn thờ Phật có một cái bóng đen to lớn đang ngồi lù lù. Bà mới hỏi: Kẻ kia sao lại ngang nhiên dám ngự trên bàn Phật? Mày là ai? Ngự ở đây với mục đích gì? Kẻ đó cười lên một tràng dài, phóng xuống ngồi chậm hổm trên gián, nghinh nghinh lên như thách thức bà Năm. Nhìn sơ qua, bà biết nó không phải dạng thường. Các người nó giờ đây hiện lên một màu xanh lét, nanh guốc, móng tai mọc dài thòn. Giữa trán có một cái sừng cong về phía trước. Mặt nó vừa giống người lại vừa giống thú. Thấy bà Năm nhìn mình trân trân, con quỷ lại trú lên, cười như khoái trá. Phấn trỏ tay chửi: Cái con quỷ khùng điên này, có gì vui mà cười hoài vậy? Mày có tin mày cười nữa là mày không còn cái răng không? Cái dòng con cắt ké này, mày muốn tan hồn tán phách sao? Lão sược! Con quỷ khẽ nhích người, một tầng áp khí khá lớn truyền tới. Cả bốn nghe bức bối vô cùng.
bà Năm phải dần một hơi linh lực để giảm bớt sự khó chịu đó. Cả ba giờ đây đã hiểu tại sao bà Năm lại nói là đối thủ lần này không hề dễ chơi. Con quỷ nhìn vô phản ứng của cả bốn thì cười nhếch miệng. Nó thu lại áp khí, chống tay lên gián mà nửa nằm nửa ngồi, ra chiều thoải mái lắm. Nó nói bằng cái giọng điều điều âm u: "Trân trọng thông báo cho bốn thầy trò tụi bay biết, tao là Dạ Xoa Địa Ngục. Vì phạm giới luật trốn lên trần gian mà bị đánh cho tàn hộp. Cũng may là một phần hồn của tao trốn kịp, chất dưỡng nhân gian. Ngày đó con này mới hơn 20 dương thọ. Tình cờ tao ngự ở gốc cây sung già thì gặp nó. Tâm nó sân si, lòng đầy tham vọng nên thu hút tao. Tao đi theo nó, cảm nhận, hút lấy những nộ khí, những ác niệm mà nó tỏa ra để tu luyện, để thỏa mãn. Nhưng giờ tao không muốn cứ như vậy nữa. Nó nhàm chán quá. Tao muốn tịnh tâm tu tấn. Nhưng trước khi rời bỏ, tao muốn đấu một trận để biết nhân gian này có thực sự dung nạp được tao hay không." Nói dứt câu, Dạ Xoa phất tay, lá bùa trên đỉnh đầu bà Tư bị hất bay ra, cháy rụi đi. Hồn bà Tư lập tức thoát ra ngoài biến mất. Cả ba lập tức đuổi theo. Còn Tráng nói lại một câu: "Thầy, bảo trọng." Mặt bà thầy Năm đen lại. "Bà mẹ tụi mày, có một cái dông mà ba đứa nó dí theo, bỏ mình lại với cái con ôm này, còn kêu bảo trọng nữa." Mới nghĩ tới đây thôi, bà Năm đã phải dận lực đỡ một đòn từ phía Dạ Xoa đánh tới. Chỉ cảm giác được hai cánh tay của bà tê rần, bà bị lùi về phía sau một bước. Con quỷ vẫn ngồi yên trên gián, miệng cười cợt: "Thầy pháp ai cũng yếu như mì sao? Dạ rồi còn rủ quanh lộn nữa, chê tao yếu nữa hả? Mày thiệt biết giỡn mà." Bà Năm tay bắt một hơi mấy thủ ấn, đánh mạnh về phía Dạ Xoa. Nó đưa một tay lên, giận luồn quỷ lực màu xám xanh mà đỡ lấy. Tay nó bị dội ngược, một cơn đau truyền tới. Nó gật gật đầu: "Cũng khá đó chứ." Nó ngồi dậy đàng hoàng, rút trong người ra một luồng sáng có hình nhọn như cái mũi giáo, rồi phóng về phía bà Năm. Bà nhanh như cắt bắt quyết, né người rồi đánh vô cái mũi giáo bằng quỷ lực đó. Hai bên ghe nhau sát sao. Khóe miệng của bà Năm rịn ra một chút xíu máu rồi. Con quỷ thích thú cười gian động lên. Chó trong xóm giật mình sủa vang. Người đang ngủ cũng chớ giới bàng hoàng, không biết là chuyện gì đang xảy ra. Nó cười lên hi hí, đẩy thêm một luồng quỷ lực nữa về phía bà Năm. Bà bị hất bay trầm vô vách nhà. Mũi giáo lao tới, bà kịp né nên chỉ bị xước nhẹ thôi. Thấy tình hình không ổn, bà Năm đứng phắt dậy, dậm chân đọc lầm trầm pháp chú. Con quỷ cười nhạt: "Thôi kết thúc đi, đánh gì đứa yếu chán thấy mồ luôn." Nó đưa tay tụ một đoàn quỷ khí hình cầu rồi đánh tới. Bà Năm cũng vừa kịp đọc xong khẩu quyết: "Kinh thỉnh." Đòn đánh chỉ còn cách bà Năm trong gang tấc thì bị một dần sáng vàng hất ra, dội ngược về phía Dạ Xoa. Nó thân thủ nhanh nhẹn né đòn, khí lực hất tung một mảng vách nhà. "Nè, bà có sao không?" "Hơi rìm rìm xíu cô ơi." "Bà né qua bên đi, để đó tôi." Bà Năm hơi e ạch ôm ngực, ngồi dậy đi qua một bên. Cô gái vừa nói chuyện vừa đứng lên nhìn về phía con quỷ đó. Nó hỏi: "Ủa, mày là con nào mà lạ quắc vậy?" "Tao là má ghẻ của mày nè. Thấy con chứng quá nên hiện lên dạy dỗ đó." "Trời đất ơi cái con này, tao quánh thấy ông bà ông giải cho mày hết hổn nè." "Tới đây con trai." Con quỷ nộ khí bốc lên, hai tay dần quỷ lực đen đặc, muốn một đòn đánh tan hồn kẻ trước mặt. Cô gái kia lùi về sau thủ thế, hai tay vung lên một vần sáng màu vàng chói mắt.
cả hai cùng đánh tới. Chỉ nghe âm lên một cái, cái nhà bị xé toạc thành nhiều mảnh, tung lên rồi rớt xuống ầm ầm. Bà Năm nghĩ bụng, thôi xong rồi, lần này chắc nguyên cái xóm bị thổi bay hết quá. Cô gái cười mà nói với bà: Bà yên tâm đi, tôi bao kết giới rồi, bên ngoài không có nghe cũng không có thấy, mà cũng không ảnh hưởng gì đâu. Con quỷ lúc này mới biết mình gặp đối thủ, nó càng tỏ ra giận dữ thì cô gái càng mang một nét điềm đạm khó tin. Nó gào lên: Tại sao mày có thể đỡ một đòn này của tao? Mày rốt cuộc là ai? Tên tao là Hai Nguyệt. Cái con dòng không danh phận này. Vừa nói, con quỷ vừa bận lên một luồng ký tức đỏ đen, tụ trên đầu nó như một đám mây lớn, cứ xoáy tròn chớp nháy. Gió bắt đầu trích lên gào trú nghe đến ghê tai. Hai Nguyệt bắt một thủ ấn, tạo ra một kết giới quanh thân bà Năm để giảm thiểu sát thương cho bà. Xong đầu đó, cô rút ra một sợi roi thần lực, đứng thủ thế nghênh chiến. Con quỷ lần này không nói nhiều nữa mà nhanh tay hạ thủ. Một cơn lốc xoáy bạo liệt mang theo tất cả những nộ khí của nó đánh xuống thân người con gái mỏng manh bên dưới. Chỉ nghe roạt lên một tiếng, một luồng sáng tam sắc xé toạc cơn lốc đi, rồi dường như dài ra vô tận, cuốn lấy luồng gió màu đen chết chóc đó, từ từ siết chặt lấy rồi bốc phụng đi. Dạ Xoa hự lên, gặp người, miệng trào ra quỷ huyết. Cô hai đưa ngón tay kéo ra một luồng sáng nhỏ, phóng nhanh về phía nó. Dạ Xoa đang thất thế không kịp tránh né, ăn ngay một mũi linh lực thì rú lên rồi nằm thở hồng hộc. Nhìn lại cái nhà đã tanh bành, Hai Nguyệt phóng sợi roi thần lực về phía trước, trói nghiến Dạ Xoa. Rồi cô đưa tay thu lại kết giới, nhìn bà Năm mỉm cười. Bà có sao không? Tôi không sao đâu cô, không có cô thì tôi thấy sao thiệt. Cả hai đang cười thì nghe lôi nhôi ở đằng xa: Nè thầy ơi, tôi có bắt được bà rồi. Trời đất mẹ ơi, quy lực của thầy khủng khiếp vậy, thổi nát cái nhà luôn hả, còn trói được con quỷ nữa. Thánh thần ơi, tôi con phục thầy sát đất luôn á. Bà Năm lắc đầu: Cái tụi này chỉ giỏi nói nhiều với đánh người ta thôi à, ngoài ra không có biết cái giống ôm gì hết trơn. Bà Năm chưa kịp nói gì thì Út Phấn đã đi tới dỗ ra Hai Nguyệt. Ê gái, đệ tử mới của bà hả? Chàng ơi, nhìn đẹp gái quá trời luôn á. Ê mấy nhập băng đi, lâu lâu tập trung đi quánh ghen đồ chơi. Bà Năm mặt tối sầm, sao bà lại có mấy con đệ tử âm binh này vậy không biết nữa. Hai Nguyệt ra hiệu cho bà đừng có nói gì hết. Cô cười: Dạ, thầy Năm mới nhận em á, có gì mới chế chỉ dạy thêm ha. Thoa đi tới cặp cổ Hai Nguyệt: Yên tâm đi cưng, tụi chế dễ tánh, thương em út dữ lắm, cứ đi với tụi chế ha, tụi chế bảo kê, đâu đứa nào dám động tới cưng á. Bên này đang cười nói thì con quỷ bên kia hổn hển lên tiếng: Cô hai ơi, tha cho tôi đi. Tôi nguyện theo chân Phật giác ngộ, cô đừng trói tôi nữa, tôi đau quá cô ơi. Nếu đau thì nằm yên đó, giải một hồi nó xiết tan hồn thì đừng có trách tao độc ác. Đội bông đào nghe vậy ngay lập tức trong một cái chớp mắt lui lại núp sau lưng bà Năm. Tay của Thương lúc này vẫn còn nắm chặt cái vòng của bà Tư. Hai Nguyệt quay lại nhìn, mỉm cười nói: Đưa cho bà già đây, để nói chuyện chút. Dòng bà Tư khúm núm lê từng bước tới. Hai Nguyệt mới nói: Nè, bà hiểu bà sai ở đâu chứ? Tôi đã thành tâm đi chùa lễ Phật cả đời, tại sao không mang về hậu vận tốt mà lại ra cái nông nỗi này vậy cô? Bà thờ Phật, nhưng mà tâm bà là ma quỷ, lòng sân si, chỉ muốn hơn chứ không muốn thiệt. Bà ngẫm coi đời này bà làm được bao nhiêu chuyện tốt. Tôi không chứng kiến, nhưng tôi có thể nhìn thấu quá khứ của bà. Chính cái tâm ma của bà đã thu hút ác quỷ tới. Bà thờ Phật, nhưng thiệt ra bà chỉ thờ tượng thôi.
Phật là ở trong tâm đó. Nhưng tâm bà toàn sân hận thì lấy đâu ra Phật? Phật chùa thì bà bái lại tôn sùng, Phật nhà thì bà coi khinh trẻ trúng. Không có đâu cô, tôi vẫn nhàn khối cúng kiến đàng hoàng, tụng kinh niệm Phật mỗi ngày mà. Tôi kính Phật lắm á cô. Sai rồi, Phật là vô biên đại lượng, không thể một lời mà nói hết đâu. Cha mẹ mang nặng đẻ đau, dưỡng dục cho tới ngày bà khôn lớn, bà không coi trọng mà lại tôn sùng những vật vô tri thì có cái ích gì? Xưa nay cha mẹ vốn là những vị Phật sống, họ luôn thương yêu bất kể con mình dù là giàu hay nghèo, đẹp hay là xấu. Họ luôn bao dung bất kể là con mình có sai phạm tới đâu. Chỉ có con cái bỏ cha mẹ, chứ nào có chuyện cha mẹ bỏ con cái. Bà cứ ngẫm lại mà suy cho tận tường đi. Cả một đời bà đã sai rồi, bất nhân, bất hiếu, bất nghĩa, tội bà nặng lắm. Bà học Phật mà bà làm trái đạo Phật, lại đưa Phật ra làm bình phong để che mắt đời. Tôi chỉ nói vậy thôi, lát nữa tôi đưa bà về MT nhận tội, tới đó bà hiểu hơn. Thoa kéo tay Thương với Phấn mà xì xầm. Ê ê, hơn là mình làm đệ tử của thầy á, nghe chửi có bao nhiêu đó hả? Chứ xui mà làm đệ tử bà cô đó đó, bà chửi một ngày chắc nổ đầu chết luôn á. Cả ba rụt rè lè lưỡi. Bà Năm ra hiệu im lặng. Hai Nguyệt bước tới chỗ Già Xoa. Cũng hay nữa, về em thì chịu tội thôi, không có tu tập được ở nhân gian đâu. Tâm sân hận, thích nhìn người ta đau khổ để thỏa mãn dục vọng. Nói bỏ đâu có bỏ được. Tao cho mày về dưới, rồi định liệu làm sao á là tùy vô âm giới. Tao để mày trên này không biết nhân gian loạn tới lúc nào nữa. Nói rồi, không lằng nhằng thêm nữa. Hai Nguyệt bước tới, nắm vai cả hai. Trước khi đi cô quay lại nói: mấy cháy đợi em đi MT gì à, rồi chơi chung ha. Còn bà Năm nhớ cúng gà nghe bà nội, mốt có vụ nào khó nhớ hú à. Nói xong, cô mỉm cười mà biến mất. Đội bông đào lúc này mới thật sự vuốt ngực thở phào. Bà Năm chửi: tụi bay đó, tưởng tướp cho cố vô, có bữa gặp ngay người khác họ quánh cho tan xác pháo. Cả ba cười nịnh nịnh, vuốt vuốt bà Năm cho bà bớt chửi. Phấn hỏi: mà thầy ơi, con có thắc mắc nha, cái con quỷ ngữ ở đây lâu vậy sao nó không ăn thịt người nhà này vậy? Đâu phải quỷ nào cũng ăn thịt người, mà đâu phải muốn ăn là ăn đâu à. Mục đích của nó là muốn ngữ để thu nạp những năng lượng xấu mà con mẹ Tư tỏa ra để mà tu luyện đó. Bữa qua đây thu hồn ông Tư, tao phát hiện ra nó nên vẽ bùa, dặn con cháu bà bỏ trong người để tránh bị hại, còn dặn bỏ xuống gối nằm của bà nữa. Bởi vậy con quỷ nó tức, nó mới nộ khí xung thiên, nó khiến cho bà chết, rồi hồn còn dướng lại để quậy xóm làng đó. Đáng ra bữa nay cái thằng bợm nhậu đó là cái xác đầu tiên, nhưng mà thầy trò mình tới kịp đó. Cả ba mặt mày suy tư hồi lâu, rồi hỏi bà Năm: chị giờ tính sao thầy? Thì giải quyết xong rồi, giờ về chứ sao? Hỏi kỵ mày. Không, ý con là cái xác khô của bà nè. Thì tụi bay đi báo cho con cháu bà biết đi, tao ở đây canh cho, không cho chó mèo nó động chạm. Người tới thì mình đi. Đúng theo kế hoạch, sáng bữa sau, Quốc và Thái chạy về, thấy nhà cửa nát tan. Bà thầy Năm đang ngồi canh sát cho má mình. Nghe bà thuật lại hết sự tình, cả hai khóc lóc không thôi, tự trách bản thân là những đứa con bất hiếu. Bà Năm dỗ dài ăn ủi mấy câu rồi trở về, để đó cho con cháu bà tiễn bà một đoạn. Sau khi bà Tư từ bi mộ yên mã đẹp, vợ chồng Quốc đi chỗ khác sinh sống, để lại miếng đất đó cho Thái muốn làm gì thì làm. Thái ở lại cất một căn nhà nhỏ, ngày ngày trồng rau nuôi cá,
chăm sóc mộ phần của cha má. Rồi căn nhà nhỏ ngày đó ngày ngày lại vang lên những tiếng gõ mõ tụng kinh. Nhưng bây giờ người ta không còn ám ảnh nữa, vì đó là Thái. Anh phát nguyện tu tập tại gia, ngày ngày tụng kinh niệm Phật, siêu độ chúng sanh, sám hối những lỗi lầm của chúng sanh gây ra trong cuộc đời làm người, mong sao có thể hồi hướng cho họ được về một cõi bình an. Giống như một lời nhắn nhủ tới tất cả chúng ta, những ai còn cha còn mẹ: tu đâu cho bằng tu nhà, thờ cha kính mẹ cũng là đi tu. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Phật Nhà Phật Chùa, một sáng tác mới của Quỳnh. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở những câu chuyện sau. Chúc mọi người một đêm ngon giấc.